Em 3 mối tình. Wow. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ. Thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu, có vài tháng tìm hiểu thôi. Thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị. Nên mình cảm thấy không hòa hợp được, nên em đã kết thúc. Thì em hiện tại là cũng trải qua 3 mối tình. Một mối tình là thời sinh viên anh. Còn một mối tình nữa là cũng lên đi làm. Còn một cuối cùng, mối tình cuối cùng là mới quen đây tách được 2 năm. Và người ta là khoảng tháng 12 là người ta lập gia đình. Chia tay gần được khoảng 7 tháng. Vậy hả? Cũng 3 mối tình trắc trở vậy. Tình thứ hai của em thì gia trưởng quá. Gia trưởng quá. Với lại ghen. Ghen nữa. Ghen. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì người ta có người khác. Em xin giới thiệu, em tên là Quỳnh Nhân Thiên. Năm nay em 31 tuổi. Hiện tại thì quê em đang ở là Cà Mau. Rồi em à. Đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương. Thiên làm gì Thiên? Dạ, nghề chính của em là môi giới bất động sản. À, mùa này bán được không? Dạ, mùa này hơi ế. Dạ. Bán cũng ra chậm ha. Dạ. Rồi, hy vọng rằng từ đây Tết bán khá khá, chúc kiếm tiền lấy vợ nha. Dạ, dạ. Mời nhà dạ, gái. Nhà gái, giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. Và chào bạn bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Tuyết Trinh. Em 30 tuổi, đang làm việc và ở Bình Dương ạ. Làm gì? Dạ, công việc của em là kim trợ giảng make up ạ. À, trợ giảng make up hả? Dạ. Và em sống ở Bình Dương luôn hả bé? Dạ, đúng ạ. Vậy là gần mình luôn á Thiên. Dạ. Hỏi coi ở đâu? Em ơi, em cho anh hỏi là em ở Bình Dương chỗ nào em? Dạ, em ở Thủ Dầu Một ạ. Công ty anh đang trang trọng ngay từ Cổng Bố á, lên đó cũng gần. Đề gần ha. Dạ. Hợp lý. Không chừng chút mình đi xe chung về đó. Dạ. Rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì à, Thiên? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn. À, em biết hát đòn. À, và đặc biệt là nói chung là công việc về nhà cửa, nói chung là em cái gì cũng làm được hết. Môi giới bất động sản mà ha. Ăn nói cũng lưu loát rồi giao tiếp tốt ha. Điểm yếu em là gì? Em là có một cái điểm yếu là em ít có nói lắm anh. Tại vì khi gặp khách em mới nói, còn như ngày thường như ở nhà thì em cũng nằm lướt TikTok, coi Facebook này kia thôi. Để dành nói với khách hết rồi đúng không? Dạ. Rồi, mời em gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn ngon, với lại vui vẻ. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì những lúc mà kiếm không ra đồ, cái em bực bội trong người lắm. Trời đất ơi, tự bà cất nha. Tự bà cất đồ, bà kiếm không được, cái bà khó chịu. Người khác cất mà bà kiếm không được mới mệt đó. Không, cái đó mới là căng luôn á. Rồi, mình nói chút xíu về tình trường đi nào. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em 3 mối tình. Wow. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ. Thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu, có vài tháng tìm hiểu thôi. Thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị. Nên mình cảm thấy không hòa hợp được, nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn, mình không bị vướng bận. Rồi còn Thiên? Dạ thì em hiện tại là cũng trải qua 3 mối tình. Một mối tình là thời sinh viên anh. Còn một mối tình nữa là cũng lên đi làm. Còn một cuối cùng, mối tình cuối cùng là mới quen đây tất được 2 năm. Và người ta là khoảng tháng 12 là người ta lập gia đình. Chia tay gần được khoảng 7 tháng. Vậy hả? Cũng 3 mối tình trắc trở vậy. Dạ. Sau 3 mối tình thì mình thấy mình đang thiếu sót cái gì trong tình yêu hả Thiên? Trong tình yêu thì em thấy nếu mà nói tiếng yêu của nhau rất là dễ. Nhưng mà quan trọng là mình có đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu cho người bạn đời của mình không mới là quan trọng. Em thấy bên kia đã có một lỡ chuyến đò rồi, thấy sao? Đối với em á, người đến trước đến sau ấy không quan trọng. Người cũ, người mới thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình, cái người của mình á, là có đi, ai là người nắm tay cho mình đi hết chuyến đò còn lại. Đúng rồi. Mới là người quan trọng. Cái này hay nè. Đó, quan trọng là người thì nắm tay mình đi suốt cuộc đời mới quan trọng ha. Ai, em gái. Ôi, dễ thương quá. Ta làm về nghề làm đẹp cho nên người ta rất đẹp. Không lẽ từ đó tới giờ là không có tìm được người yêu nào? Dạ cũng có ạ. Có hả? Nhưng mà lý do em khó quá hay sao? Dạ không, mối tình thứ hai của em thì gia trưởng quá. Gia trưởng quá. Với lại ghen. Ghen nữa. Ghen. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì người ta có người khác.
Trời ơi, cái xinh đẹp vậy mà có người khác nở lòng nào, thiệt tình luôn. Ê, rồi bây giờ bỏ qua luôn. Mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào ha em? Dạ, cũng đơn giản thôi anh. Đơn giản là sao? Dạ, chỉ cần thấu hiểu và cảm thông cho nhau, biết chia sẻ. Có chiều cao rồi mập lùng này kia? Dạ, chiều cao thì tầm 1m7 đổ lên là được. 1m7 hả? Được không Thiên? Em có 1m65 hả? Thiếu 5 phân, được không? Thì để xem là về còn tính cách nữa. Tính cách nữa không? Có phù hợp tính không? Cách bù thước đo đúng không? Dạ. Được nha Thiên nha. Ok, rồi bây giờ bà mối qua coi coi nhà trai tôi sao nè. Tôi thấy nhà gái tôi chịu rồi đó nha. Chị. Rồi, chào nhà trai. Trời ơi, 1m65 thiếu 5 gem nhưng mà nó bù lại được những cái khác nha em. Ăn mặc rất là đẹp, chỉnh chu, hợp lý với bên kia. Mặc đẹp hơn tôi nữa đó. Đó. Cái điều gì ở phụ nữ là mình không thích nè? Em không thích người phụ nữ hay ghen chị. Tại vì công việc của em á, có những lúc em đi làm tới 10 giờ. Và tại vì em bán sản phẩm hơi xa đó, em về cũng hơi khuya. Nên là thông cảm với em vấn đề đó. Nội trợ đồ này nọ để dạ, em có nhu cầu gì không? Dạ, nội trợ thì vấn đề đó là đơn giản, thì em làm được nên là không cần phải bạn nữ phải quan trọng vấn đề. Em đi tới 10 giờ về mà em đòi em làm được. Còn có những ngày mà em ở nhà chứ chị, em thường làm gì 4 rưỡi em về. Nhưng em gặp người này làm đạp được hết á. Gặp một cái em té xỉu liền chị nói. Em làm được hết á. Ờ, bây giờ mình hỏi về người thân đi, nhà trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi nè, có em gái của em. Em gái ruột á hả? Dạ. Em gái xinh rồi nha. Dạ, con chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan với tất cả anh chị đang có mặt tại đây. Em là em út của anh Thiên. Em thấy chị này cũng hợp với anh của em. Chị thương anh em không cần làm gì hết, tại vì anh em cái gì cũng biết làm hết trơn á. Cưới anh em là như là cưới tất cả người làm trong nhà vậy á. Bởi vì cái gì anh em làm cũng được. Sửa nhà, nấu ăn rồi về tất cả mọi thứ là anh em rất là giỏi. Con em được ghê đó Thiên. Rồi, sao thấy chị gái như thế nào? Dạ, em thấy chị đẹp, nói chuyện dễ thương. Thấy ok đúng không cưng? Dạ, em thấy ok ạ. À. Nhưng mà không biết chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em là chắc ok. Cảm ơn em. Rồi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với chị họ. Bé này nó có make up cho mình lần nào chưa ta? Sao mình thấy nó quen quá? Dạ, chào nhà gái ạ. À. Em xin phép chào anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em là chị của Trinh. Thì nói chung là em nhìn bạn trai bên đây thì về cái hình dáng bên ngoài cũng ok, cũng được. Nhưng mà em nói trước là em gái của em nó rất là giỏi. Cái gì nó cũng giỏi hết á. Về nấu ăn rồi nhà cửa tất cả mọi thứ ngoài công việc đi làm thì rất là giỏi. Cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà nó gặp rất là nhiều tổn thương. Nên là cũng hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ chúng ta mở rào cho đôi trẻ gặp nhau để tìm hiểu nhau ha. Mở rào. Dạ, món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, bây giờ hai bạn ngồi đối diện với nhau đi. Em nhìn anh, em cảm nhận như thế nào? Em thấy cũng được. Em ở Thủ Dầu Một mà khúc nào của Thủ Dầu Một? Dạ, ở Cách Mạng tháng 8. Anh thì ở Dĩ An. Nói chung là từ khoảng cách của anh lên em chắc cũng gần. Nhưng mà công việc của em á, nó hạn chế thời gian vậy đó. Em làm việc từ sáng cho tới tối 8:30 em mới xong việc. Có khi đến 9 giờ tối, 1-2 giờ khuya nữa. Anh thấy cũng không có gì. Tại vì nếu mà công việc của em đúng không, mà thời gian không có gì, ví dụ em có cần anh hỗ trợ thì anh sẵn sàng. Anh không ngại thời gian đâu. Dạ. Rồi, em hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Đối với anh á, anh lên đây á là anh rất là nghiêm túc, chứ không phải là đùa. Vì thế là nếu mà em có cho anh cơ hội là khoảng bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm đúng không anh? 1 năm. Tại vì năm sau á là năm hợp tuổi, nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Em tiến tới đi. Nắm tay bạn gái hát cho mày nghe đi. Em có thể cho anh xin được nắm tay không? Anh như thép rồi. Nhìn bạn gái nắm hai tay này Thiên. Nhìn bạn gái hát cho bạn gái nghe đó. Anh thì không có biết hát nhạc. Anh chỉ biết hát cổ thôi. Tại vì quê anh Cà Mau là chuyên về cải lương. Thì anh cũng hát tặng em một bài hát. Bài hát được mang tên là Ai Cho Tôi Tình Yêu.
Dù biết tình yêu không thể giáng sinh cũng không hề dãi mừng. Sao từ bóng tối cô đơn, tôi vẫn thầm mong có người nhắn tâm chân tặng cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một cung hình. Xin hãy cho tôi tròn câu mơ ước, một mảnh trăng về khi một mảnh đón đưa nhau. Nết lang tang trong dặn chiều mưa, dặn nét vô tư lạnh cả tâm hồn. 31 tuổi đời nên mãi cô đơn, nên dặn gọi tên mà thuyền chưa đổ bên. Trời ơi hay quá. Ngọt như mía lùi luôn á. Trời, được rồi. Bạn về chỗ nào? Hãy đưa ra quyết định của mình bằng cách bấm nút nha các bạn. Bấm bằng cả trái tim của mình. Nếu các bạn thấy thích thì chúng ta sẽ bấm. Còn nếu chúng ta thấy đây không phải một nửa mảnh ghép của mình, chúng ta không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi nghĩ chắc là những cái lời ca tiếng hát vừa rồi nó đã là một cái cú cuối cùng để bạn gái đưa ra quyết định. Hãy nắm tay nhau, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Đúng rồi, một nụ hôn đầu tiên. Thường quá. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Mời, mời bạn đi được nè. Chào chị. Hello. Where are you from? I love Vietnam. Sao không đi Long Má làm gì? Cũng đến ngã bật của em đó chị. Ngã bật á hả? Dạ. Ủa, cao dữ ha. Đúng là mặt này ưa nhìn thiệt. Đâu cho kiểm tra cái vụ kia cái coi. Hói hại hòa. À, trà sữa của em tên là hói ca luôn đó chị. Hói ca. Dạ đúng rồi. Vũ hai cái chân ông ra coi. Sao nhiều màu sắc vậy? Cho nó tươi tắn hơn. Điểm nhấn đó chị. Ủa cho em có nhiều màu sắc là sao vậy chị? Cái đồ dớ mà 80 màu chậm. Mình có thơm không? Thơm. Thơm. Chắc nhưng mà đặc biệt là mùi cơ thể nó sẽ thơm hơn, quyến rũ hơn. Bán trà sữa mà ông nhom vậy? Em đang tìm người vỗ béo cho em. Nhưng mà mình là gốc là người miền Tây luôn hả? Em miền Tây. Đột biến xem gì không? Không có đột biến đâu. Rồi thì nào tiến tới hôn nhân được nè. Nếu mà được thì sang năm em sẽ cưới. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Châu, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Cần Thơ, quê quán ở Thái Bình. Em làm ở phòng tài chính công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Nay lên tham gia chương trình xong là về lại Cần Thơ luôn á. Dạ. Hai dứa. Em chào anh. Hả? Quê dứa phóng. Hả? Hãy lên Việt Nam. Em là người Việt. Nói lớn gì không nghe gì hết bạn. Em là người Việt. Em là người Việt hả? Dạ đúng rồi. Việt không? Dạ thiệt. Việt Nam 100% hết? Dạ đúng trời rồi. Trời ơi hú trời hồn. Linh làm hết hồn anh Linh, tự nhiên anh chơi tiếng Anh luôn vậy.
anh tưởng đâu là người nước ngoài. Mọi người đồng ý không ạ? Em là người gốc ở đâu? Em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Trời ơi, người miền Tây. Miền Tây mà tôi tưởng đâu người Tây. Gì vậy? Tự nhiên ở với Đồng Tháp mà cho anh nghĩ sao ra tới người Tây vậy anh Linh? Vậy mới lạ chứ em. Trời đất. Em giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên kia biết coi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Rồi. Xin chào tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thành Trơn, em đến từ Cao Lãnh Đồng Tháp ạ. Năm nay em 30 tuổi ạ. Trước đó thì em là nhân viên văn phòng. Hiện tại thì em đang là bán trà sữa chị Cát Tường ơi. Bán ở Đồng Tháp luôn hay sao? Dạ đúng rồi chị. Trà sữa là em làm cho gia đình hay là làm cho người ta? Dạ em hiện tại đang bán cho em chị. À ông chủ nhỏ luôn phải không? Dạ. Ấn tượng quá. Ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì nè? Dạ em là người vui vẻ hòa đồng á chị. Tính em cũng khá là lạc quan. Khuyết điểm của em nghĩ là chắc em hay ngủ á chị. Có một lần bạn em với em đi du lịch, bạn em lên đi tàu điện ngầm, đi có phải có 5-10 phút mà bạn em quay qua là em ngủ mất tiêu rồi. Còn có cái khuyết điểm ưu điểm gì nữa không? Khuyết điểm của em chắc là em dễ hiền quá đó chị, dễ tính quá. Mỗi lần mà ai nhờ em làm việc gì em sẽ không biết cách từ chối. Nhiều khi mình bị người ta lợi dụng đúng không? Dạ. Chứ đó giờ có ai lừa gạt em gì chưa? Nhiều khi ta lừa em cũng không biết rồi chị. Thì vậy em khỏe, em hạnh phúc đúng không? Dạ. Tự nhiên em suy nghĩ chi nhiều cho mệt. Dạ. Vậy bạn trai bên kia ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á là hói. Cái thứ hai đó là em có sống mũi cao. Cái thứ ba thì em vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Em là một người chàng trai rất là tốt bụng. Ưu điểm là hói. Dạ đúng rồi. Khuyết điểm là hói. Em rất là thông minh. Hồi đó giờ mấy cô cứ hay lên đây nói là không thích người hói, hói gì kia mà hói cỡ nào mà là ưu điểm. Sống mũi cao sao là ưu điểm được vậy anh? Chờ chút xíu. Đó là một cái điểm mạnh khi mà mọi người nhìn em á chị. Đẹp mà anh, đúng không? Nói chung là ấn tượng. Dạ đúng. Gì đây? Ấn tượng. Trời ơi. Gì vậy? Trời sao ơi anh? Đẹp đúng không anh? Đẹp. Nói chung là anh ấn tượng em rồi đó chứ. Dạ. Em có nhiều cái đặc biệt lắm á. Thấy lần một lần sẽ nhớ. Bên đây à, tò mò rồi đó nha. Em trải qua mấy mối tình rồi chưa? Dạ em trải qua 2 mối tình anh. Lý do tại sao chia tay? Lúc đó thì công việc của em nó chưa ổn định. Bây giờ ổn định chưa trơn? Hiện tại thì em gọi là rất là ổn định. Coi như ông chủ nhỏ rồi đó. Bán trà sữa giờ là hot đó. Tình trường của em thì sao? Mặc dù em 25 mà nhưng mà tới giờ em vẫn chưa có yêu lần nào. Chưa có yêu lần nào? Dạ chắc tại nhỏ gì không ai để ý em á chị. Cái gì dễ thương vậy mà không dạ ai để ý? Không, hiện tại thì dễ thương thôi chị. Ngày xưa khi mà em còn đi học á, em khá là đen, thứ nhất là đen, thứ hai là tóc em như rễ tre vậy đó. Mắt thì kính em tới 5 độ là tới lúc mà em đi làm, em có điều kiện em chăm sóc cho bề ngoài em á, thì ai nhìn vô cũng nghĩ, chắc bạn này có bồ rồi. Nhưng mà bản thân mình thì mình có để ý ai, mình có cái yêu đơn phương ai mà mình... Trong công ty nhiều nam lắm chị, em cũng thích ngắm mấy anh đẹp trai trong công ty lắm. Nhưng mà nhiều khi có anh nào em thấy em để ý, cái em cũng hay cười với ảnh. Cái ảnh cũng quay qua cười với em mà sao không thấy có thêm bước nào nên nó tới đó thì chị. Nhát quá, đáng lẽ mình tiến công thử đi, mình cứ tấn công coi làm sao. Dạ ngại lắm chị, mình giữ giá xíu. Giữ giá xíu hả? Rồi ai đăng ký cho em, bạn muốn hẹn hò? Dạ em tự đăng ký cho em đó chị. Dạ em đăng ký cũng khá là lâu rồi. Bao lâu? Dạ cũng cỡ 2 năm chị. 2 năm? Có người đăng ký 4 năm đó em. Bạn Châu ơi, mình đăng ký tới 3 năm bạn đó. Đó, thấy chưa? Thiệt không đó Trân? Dạ thiệt chị, em đăng ký tầm cỡ năm 2, cuối 2015 đầu 2016 chị. Ghê vậy luôn á hả? Sẵn đây cũng thông báo với các bạn trường khán giả đăng ký bằng Nguyên Hòa. Không phải là đăng ký lâu, mà bởi vì yêu cầu các bạn, chúng tôi phải tìm ra cái yêu cầu đó. Khi nào thấy hợp, có những người yêu cầu có 1m1 mà yêu cầu 1m9. Tìm không ra, đôi khi tìm 9 năm cũng không ra nữa. Do yêu cầu các bạn nên cũng đừng lo nha. Ai đăng ký nếu lâu thì phải chờ đi. Bởi vì chúng tôi tìm, phải cho ra được chúng tôi mới thông báo. Mai mối phải đàng hoàng chứ đúng không? Ừ. Khi là ngồi trên đây là đã tương ứng là tương đối là đã 50-60% là hợp nhau rồi, phần còn lại là do các bạn trò chuyện nữa thôi. Trước khi đi chương trình em có đi coi bói thử. Hả? Thầy bói nói sao? Dạ thầy bói nói em sao mà còn mờ nhạt quá, không nhìn chưa có ra, chưa tới duyên quá, nên hy vọng là hôm nay nhiều khi thầy bói nói sai thì sao. Là ông thầy bói nói bữa nay là cũng chưa chắc được cái gì. Dạ chưa thấy gì thôi chứ em cũng không biết làm sao. Thôi đừng có tin lời thầy bói, bữa nay em chứng minh thầy bói nói sai nè. Bây giờ là muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Nói đi. Bạn trai sẽ cao hơn em. Cho em hỏi bạn bên kia cao mét bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m70 em. 70? Dạ vậy là hơn em rồi được rồi. Gì nữa? Công việc của anh có bận rộn lắm không anh? Anh bán trà sữa, muốn bán, muốn không bán à?
Em không có giống như bạn gái khác là thích bạn trai lúc nào cũng kè kè bên mình, ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng gặp là chắc chắn là không được rồi. Nếu bạn trai mà bận rộn xíu cũng không sao đâu, em có, tại vì em cũng người bận rộn mà. Rồi, em cũng sao. Hiểu. Nếu vậy rồi chừng nào là hẹn hò sao, bao giờ mới gặp nhau một lần? Thì thật ra yêu nhau một tuần gặp một hai lần là nhiều rồi đó chị. Phải có gặp. Khi nào em cần trà sữa, có trà sữa đem tới được rồi. Hình dáng ra sao, mẫu người lý tưởng? Chắc là mặt mũi ưa nhìn mà. Nhìn là ấn tượng, anh nhìn anh còn thích nữa mà. Có cái gì không thích ở người bạn trai không? Những cái tiêu chuẩn gì em? Bạn trai đừng cơ bắp quá. Em thích người khỏe mạnh thôi nhưng mà đừng cơ bắp quá. Chỉ có bắp thôi, không có cơ. Không, hơi nách nha anh. Em nói từ nãy thẳng thừng ra luôn vậy. Dạ, em. Tại cái này hơi kỳ quá. Không có kiểm tra được. Ủa mà nãy nghe bên đó nói cái gì hói hói là hói sao? Hói nha, bên đây là xoái ca hói đó. Hói hả? Hói, hói dữ lắm. Hói cỡ nào anh? Tại vì cũng có nhiều mức độ lắm anh. Hói mà cỡ như còn có vài ba cộng thì để em suy nghĩ xíu. Thôi để chút gặp đi chứ anh không thể tả được đâu. Nhưng mà hói là được hay không được? Hói nhưng mà đẹp trai thì ok chị không sao. Đẹp và trai nha. Đẹp không? Mũi sao cao. Nghe diễn tả nãy giờ sao tôi thấy mà. Hoang mang quá. Thí tỷ qua Đồng Tháp làm dâu được không? Em muốn công việc em ở Cần Thơ, nhà em ở Cần Thơ, nên nếu được thì bạn nam có suy xét chuyển qua Cần Thơ không anh? Vậy em bắt rễ được không? Nếu anh thích thì có nhà em chắc cũng có thể chịu á. Rồi. Chào chị. Hello. Where are you from? I live in Việt Nam. Sao lông ria lông lá tùm lum vậy? Cũng điểm nổi bật của em đó chị. Nổi bật á hả? Dạ. Ủa, cao dữ ha. Đúng là mặt này ưa nhìn thiệt. Đâu cho kiểm tra cái vụ kia cứ coi. Hói hài hòa. Trà sữa của em tên là hói ca luôn đó chị. Hói ca. Dạ đúng rồi. Duỗi hai cái chân ông ra coi. Sao nhiều màu sắc vậy? Cho nó tươi tắn hơn. Điểm nhấn đó chị. Ủa chứ em hỏi nhiều màu sắc là sao vậy chị? Cái đồ dớ mà 80 màu chậm. Mình có thơm không? Thơm. Thơm. Chắc nhưng mà đặc biệt là mùi cơ thể nó sẽ thơm hơn, quyến rũ hơn. Bán trà sữa mà ống nhom vậy? Em đang tìm người vỗ béo cho em. Nhưng mà mình là gốc là người miền Tây luôn hả? Em miền Tây. Đột biến gen gì không? Không có đột biến đâu. Rồi thì nào tiến tới hôn nhân được nè? Nếu mà được thì sang năm em sẽ cưới. Nhưng mà giờ cổ nói, thí dụ như cổ nói là cổ muốn bắt rễ đó, qua Cần Thơ bán trà sữa được không? Dạ được. Yên tâm ha. Dạ. Được ha. Thôi mà anh nói được, anh làm được thì ok. Tại vì không chưa chắc cái đó, phải đợi mình tìm hiểu thêm. Thì đó, ăn thua là cái sự hấp dẫn lôi cuốn của em nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cơ bản mà người ta chịu. Anh trai, tại sao mũi cao mà ấn tượng không? Cao nhưng đẹp thôi. Cao đẹp, là thường người châu Âu cái mũi rất là cao. Mà em là người Việt mà em nhìn vô là thấy cái mũi cao, tự nhiên thấy ấn tượng là chỗ đó. Nó lạ ha. Dạ. Em chưa có nói cái mẫu người bạn gái em muốn tìm là như thế nào đúng không? Dạ đúng rồi chị, nãy giờ em chưa được nói cái vấn đề đó. Nói đi, để coi bên đây đạt được nhiêu phần trăm nè. Cao 1m60. Được, dạ được, em được, em cao hơn. Rồi em tự trả lời anh luôn đi, bên kia hỏi em đi. Cao hơn, dạ. Tóc dài càng tốt, mà nếu mà không dài thì tóc ngắn vẫn đẹp. Dạ nhìn là tóc dài đủ chị. Tóc dài. Dài. Mà bạn nữ bên kia biết nhậu càng tốt nha. Ủa, anh bán trà sữa mà sao anh hỏi biết nhậu vậy anh? Tại vì anh uống yếu xìu em ơi. Anh một tìm một người uống giùm anh ha anh. Có thể là bạn bè tới thì em có thể tiếp. Anh còn yêu cầu gì nữa không anh? Có điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Nói chung là phải năng động, phải hoạt động với tất cả mọi người. Em chỉ nghĩ vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Em nói trước là em không có giỏi nấu ăn nha. Anh nấu ăn được, em cứ an tâm. Được không? Vậy được. Chính xác ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi thêm ý kiến của người thân. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân của em á chị. Rồi, dạ. Cho chị gặp bạn thân của em. Dạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn ở trong trường quay. Em là Thương, bạn thân của Châu. Châu thì là một người rất là hiền lành. Đối với những người mà lạ thì có thể là cô này sẽ hơi khó gần xíu. Ai mà theo đuổi Châu thì phải mặt dày một chút, quan tâm của một chút. Em thấy bạn nam bên này cũng hoạt ngôn á. Kiểu như hai người sẽ bù trừ cho nhau, nhưng nói chung là em thấy cũng ok đó. Em thấy anh ấn tượng không? Dạ có. Ôi, nhìn không? Cái đó do Châu đánh giá. Rồi, cảm ơn em. Trân đi với ai Trân? Dạ em đi với chị của em. Chị ruột hả Trân? Dạ chị ruột của em luôn á chị. Dạ, chị. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả trong trường quay. Trân là một người vui vẻ nè, có tính cầu tiến. Phần bạn gái bên đây thì thấy bạn gái dễ thương, xinh xắn, dịu hiền. Nếu mà hai em cho nhau cơ hội để tiến xa hơn, em xin hết. Cảm ơn chị. Mở rào ra, bắt đầu là bạn tặng quà xong rồi mình mở nón ra cho bạn gái nhìn để bạn gái cảm nhận nha. Rồi bắt đầu mở rào.
Em ngồi đi, anh tặng quà cho em. Đó, thấy trơn chưa? Chu đáo quá ha. Đây là Sen, đến từ Đồng Tháp. Ờ, em cảm ơn. Dạ. Đây là con bé Sen, cũng Đồng Tháp luôn. Ồ, bé Sen. Dạ. Đúng rồi, em cảm ơn anh. Anh ạ, à, em xin tặng anh cảm ơn. Con mèo bông. Dạ. Mà em ngồi, em ngồi nha. Hai người này có hẹn hay gì là mặc đồ giống nhau quá ha. Cũng có duyên quá. Em thích màu trắng không? Mà đó. Anh có cảm nhận gì khi mà gặp em và nhìn thấy cái nhìn đầu tiên? À, rất là dễ thương. Dạ. Em cảm ơn. Nhìn. Dạ. Em rất là xinh. Dạ. Em. Dạ. À, anh Nguyễn Linh có nói anh bị hói ha. Nhưng mà trước mắt là em dòm. Anh không nói đâu, anh nói. Trước mắt là em dòm hết tổng thể, anh ổn đúng không? Đứng lên xoay anh vòng. Anh đứng lên nhiều được không anh? Dạ. Xoay vòng. Hơi ốm ha. Cho em hỏi gia đình anh gồm những ai vậy anh? À, có bốn người, cha mẹ và chị gái của anh hồi nãy đó. Dạ, cha mẹ và chị gái. Mà hiện tại anh đang sống riêng á anh? Đúng rồi, anh ở trọ ở Cao Lãnh luôn em. Dạ rồi. Anh có gì muốn hỏi em không anh? Dạ. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Em quan điểm thì tình yêu là những cái gì rất là đơn giản lắm. Em thích đi khám phá, thích đi ăn uống. Anh dắt em đi ăn cũng ok, em sẽ hụt. Nhưng mà anh đừng chê em béo là được. Em rất là sợ những ai chê em béo luôn. Không, dạ. Em không béo đâu. Tại vì gia đình em mới khó. Ba mẹ em rất là kỹ tính. Mỗi lần ai muốn qua nhà em chơi á là hỏi kỹ là tên, tuổi, nhà, làm việc gì, ba mẹ đang làm gì. Nói chung là hỏi rất là kỹ. Nếu mà anh gặp trường hợp á thì sao anh? Nếu mà tình yêu đến bằng trái tim chân thành thì chắc chắn sẽ rước đưa em về nhà thôi. Dạ. Anh có không có yêu cầu về làm dâu phải không anh? Không yêu cầu làm dâu đâu, ba mẹ anh còn vẫn còn trẻ. Dạ, trẻ. Nên là ok, ổn. Em cảm nhận về chàng trai đó như thế nào? Em thấy anh là một người chững chạc á, tính em cũng hiền quá đó. Anh cũng cần một người lớn tuổi hơn em là tốt nhất. Dạ. Em có nhìn thấy anh già không? So với tuổi, anh vẫn so với chưa cho em nha. Coi hói là cái nào anh. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Anh rất là tự tin luôn mà. Dạ. Anh đi làm anh cũng... Đúng rồi, anh đúng đi. Sống mũi anh cao, nhìn có vẻ giống người Tây. Dạ. À, nếu mà anh ở Đồng Tháp, em ở Cần Thơ thì anh có ngại trong việc di chuyển từ Đồng Tháp lên tới Cần Thơ không anh? Nó không xa lắm đâu em, anh không ngại điều đó. Dạ. Mà chúng ta quan điểm thế nào về hôn nhân gia đình các bạn? À, anh có quan điểm sao anh? Quan trọng nhất là vui vẻ và hạnh phúc với anh, sống với anh là được. Đi đến hết đoạn đường cùng với anh. Dạ. Em không thích những người đàn ông tính gia trưởng một chút thì ok, nhưng mà tính gia trưởng mà quá như là anh nói cái gì em cũng phải làm theo thì cái đó sẽ hơi khó chịu với em. Nhưng mà anh có một chút gia trưởng nha. Dạ, cái đó thì em chưa biết được tại vì em mới gặp anh một chút thôi. Dạ. Nếu mà được á, hai đứa mình quen nhau thì qua năm cưới thì em có đồng ý hay không? Tại vì hiện tại thì em vẫn chưa có dự định kết hôn sớm quá. Anh hy vọng là em sẽ suy nghĩ lại khi quen cùng anh. Dạ, cái đó thì có thể suy nghĩ được anh. Anh trai hãy làm một điều gì đó để ấn tượng, để quyết định, để làm sao cho bạn gái đồng ý sẽ bấm nút với mình. Anh hát thì không hay, nhưng mà anh sẽ tặng em một câu hát cho một bài hát ngắn thôi. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đai cát cao sang, lùa là gấm hoa vàng son. Cảm ơn anh. Bây giờ Trân hãy nói điều gì mình đang suy nghĩ trong lòng về cô gái đối diện và mình mong muốn điều gì hết Trân. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội. Vậy thôi. Một chàng trai quê Đồng Tháp rất là chân tình, nói cho vui thôi. Chúng ta nhìn anh ấy rất là ấn tượng, phải nói là rất là giỏi trong việc kinh doanh. Cô gái bên kia thì cũng rất là thông minh nha. Đó là cái duyên, còn bây giờ quyết định là do các bạn, phận có hay không. Chúng ta chờ xem. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chị Cát Tường, em có bấm mình không em? Em có bấm hả? Dạ đúng rồi. Trơn có bấm nút. Dạ đúng rồi. Em bấm nút bằng sự rung động của trái tim mình. Dạ đúng. Bạn gái, tại sao bạn lại không bấm? Em chưa thấy được cái sự rung động á. Với lại có vẻ là anh hợp để làm bạn em hơn. Em cảm giác như anh là một người anh hơn á. Với anh cảm nhận á, Trơn đúng là người chân thành đó. Đây là người của gia đình đây.
Đó là quyền quyết định của hai bạn ha. Nhưng mà thật sự cũng hơi nuối tiếc một chút. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. 3 tháng gì đó em xuống đại học thì thấy giống kiểu khoảng cách nó càng xa. Thì hai người bớt nói chuyện lại rồi. Bây giờ thì anh đã có gia đình. Mối tình em dài thiệt á, 3 tháng. Mời bạn trai chưa có gì sâu sắc hết. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em xin thưa với anh là lựa nào tới giờ em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Gì? Gì kỳ vậy? Thích con gái không? Dạ thích. Thích con trai không? Dạ. Rồi, chào hai bạn. Thôi, mình giới thiệu về mình đi, em gái tên gì nè? Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trương Thị Thúy Duyên. Mình năm nay 25 tuổi, mình đến từ Lâm Đồng. Hiện tại em là nhân viên kế toán tại công ty thiết bị y tế Trương Nhân ở quận Tân Bình. Rồi, bên đây tên Phận. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Anh xin chào quý khán giả, chào anh Linh và chào chị Cát Tường. Em xin giới thiệu là em tên Xuân Hùng, năm nay em 32 tuổi. Công việc hiện tại đang làm kỹ sư thiết kế xây dựng ở quận Nhất. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra ở Huế, nhưng mà 2 tuổi là vào Sài Gòn sống luôn tới giờ. Điểm mạnh, điểm yếu của Duyên là gì nè? Trước hết em xin nói điểm mạnh của em. Em là một người thẳng thắn, vui tính, có một chút ca hát. Ca hát được. Dạ. Bên cạnh điểm mạnh thì em cũng có một vài nhược điểm. Đó là cái tướng ngủ nó hơi xấu. Em ngủ sao em biết cái tướng em xấu? Em ngủ thì thấy mọi người ngủ ở chơi cùng phòng em nói lại không. À, người khác nói lại, có ai chụp hình rồi lại tướng không? Ai ngủ cũng xấu hết trơn á. Ngủ mà mình quay phim sáng mình coi thì á, thấy gớm luôn rồi đó. Khuyết điểm gì nữa không? Sợ chó. Sợ chó? Dạ. Ủa, có ăn thịt chó không? Nói thật là xưa thì em có ăn nhưng mà lâu lắm rồi không ăn nên... Bởi vậy chó thấy nó sủa sợ nó phải rồi. Chó nó cắn đúng rồi. Bạn trai khuyết điểm là gì? Nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Thôi anh không nghĩ em nóng tính đó nha. Dạ không, anh nhìn bề ngoài em được điềm đạm như vậy nhưng mà cái nóng bên trong khó mà thấy được lắm. Nóng cỡ nào lận? Thường thường khi nóng á, em là người mà không có thể hiện ra nhưng mà nó hay gọi là dồn nén bên trong á. À, không sao, nóng bên trong là làm cho nó mát thôi, sợ nó nổi mụn thôi chứ gì chứ nó. Có ưu điểm gì không? Thì ưu điểm đó em là người điềm đạm mà lúc nào cũng điềm tĩnh, mà thứ hai nữa là có lập trường, chơi thể thao được, chơi môn cầu lông, bơi lội, chạy bộ. Khỏe. Bạn gái có thể thao gì không? Em cũng thích cầu lông. Cái giọng em gái bên kia khào 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 là hát hay lắm mà. Em hát bài hát cho nó vui. Hát tặng bạn trai một bài cho lấy không khí cho em. Em xin được hát một bài. Không biết bạn trai bên đó có thuộc bài này thì hát cùng em luôn nghe. Bài gì vậy em ạ? Mình yêu nhau đi. Anh nghe bài hát này, người khác hát cái anh nhịp theo, anh thấy anh thuộc anh rồi. Nhịp theo à. Bây giờ bạn gái hát rồi bạn trai biết thì mình nhịp theo nha. Đúng rồi. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Dễ thương quá. Lãng mạn quá. Em xin hát tặng lại em gái một bài. Rồi, bài gì em? Lâu đài tình ái. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Rồi, được rồi, tốt rồi. Bây giờ mình chia sẻ một chút xíu về tình trường của mình đi. Trước giờ thì em có trải qua 2 mối tình. Mới nhất là khi em ở nhà đang chuẩn bị đi học cao đẳng, quen được khoảng 3 tháng gì đó em xuống đây học thì thấy giống kiểu khoảng cách nó càng xa. Thì hai người bớt nói chuyện lại rồi bây giờ thì anh đã có gia đình. Mối tình em dài thiệt á, cái 3 tháng. 3 tháng. Mời bạn trai chưa có gì sâu sắc hết. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em xin thưa với anh là từ nào tới giờ em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Gì? Gì kỳ vậy? Thích con gái không? Dạ thích. Thích con trai không? Dạ. Trai mến thôi chứ không thích. Trai mến thôi chứ không thích. Coi phim tình cảm, có lúc nào mình nghĩ rằng mình sẽ yêu cô gái nào không? Em 20 mấy tuổi thì gọi là cũng có cái cảm xúc gọi là say nắng với vài cô thôi. Nhưng mà cái đó thật sự nó không phải là cái tình. Thí dụ như giờ bạn được hung thì bạn có biết hung không? Dạ biết chứ chị. Chưa hung thử lần nào sao biết? Nhưng mà em chắc chắn là em làm được. Cái đó mà không làm được chắc trốn luôn á. Có ai nói em gì không? Cái vấn đề mà hồi nào giờ em chưa có một mối tình chính thức nào là vì sao? Hồi đi học á,
chỉ biết cấm đầu học thôi, cũng ít đi chơi lắm. Rồi sau khi học, rồi sau khi học xong ra đi làm á, cấm đầu làm, cũng vào công ty chỉ biết làm việc thôi. Có nắm tay người con gái nào chưa? Nắm tay bạn bè, nắm tay bình thường, còn cái nắm tay tình cảm thì cũng có. Không có luôn. Dạ không. Nắm tay có cảm giác gì không? Em chưa nắm tay tình cảm ai bao giờ. Trời đất ơi, vậy là có túm lại là chưa có nụ hôn đúng không? Dạ chưa luôn. Hôn má có chưa? Dạ chưa. Trời đất nắm ơi. Nắm tay mà chưa có nắm thì hôn làm sao mà đâu ra. Khó tìm lắm. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em tới đây là để tìm vợ luôn chứ không phải tìm bạn gái. Rồi em muốn tìm một người vợ như thế nào? Người vợ đó là mẫu người phụ nữ sống cho gia đình. Ngoại hình em không đặc nặng lắm, nhưng mà tính tình là thùy mị, nết na, hiểu và đồng cảm được với mình. Tại vì sao chị? Mình thương nhau á, thương thì phải hiểu được người đó. Khi mình hiểu được người đó thì mình cũng mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho người đó được. Đúng rồi. Tại vì mình nói mà mình thương người ta mà mình không hiểu được người đó thì không thể nào mang lại hạnh phúc, mà đôi khi mình còn đem lại phiền phức cho người ta nữa. Mà làm sao để hiểu được người ta? Thì mình phải đi chơi với nhau, tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn thì mới hiểu được nhau. Đúng rồi. Mọi thứ bạn đã chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Dạ, đầy đủ hết rồi. Về tâm lý, sự nghiệp, công việc, ổn định, nhà cửa có rồi. À, bạn chắc chắn là bạn sẽ hôn được đúng không? Dạ được. Ừ, lát tôi cho thử. Làm hoang mang quá. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7. Có 1m7. Thân hình tròn tròn một xíu, dễ thương. Có tròn. Rồi. Có dễ thương luôn. Hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Rồi. Có luôn. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Tập ca sĩ Hồ Trung Dũng là được rồi. Cái này trung bình được không? Không, anh này là trung hùng là được rồi. Đặc biệt là đồng cảm với em, có cùng sở thích với em. Sở thích của em. Em thích gì? Thích thể thao, đam mê thể thao. Rồi, này. Anh này chơi thể thao. Thích đi phượt nè. Thích dạ. Đi phượt không? Dạ thích. Thích. Khi lâu lâu em bị stress công việc thì dẫn em đi chơi. Thích có dẫn cô đi chơi không? Dạ, thích là em dẫn liền. Rồi, thấy rồi. Được rồi đó. Cái điều anh... gì em không thích nói lên nghe luôn. À, con trai quá bảo thủ. Hơi tròn tròn thì được. Hơi nhưng mà sau này, hồi xưa thì em vậy, nhưng mà sau này em nhận ra là cái gì mà nhiều người nói á, thì mình phải thay đổi. Đúng rồi. Tại vì không thể nào mà nhiều người mà có cùng một quan điểm sai về mình được. Nói tóm lại, chàng trai bên đây là một trong những cái hiếm giờ đó ha. Nói chung là còn trinh trắng. Rinh 100% đó. Yên tâm. Anh thấy bây giờ là họp gần như 90% rồi đó. Trách nhiệm em hơi nặng đó. Hôm nay em đi với ai? À, dạ hôm nay em đi cùng chị gái và bạn cùng phòng với em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam cùng tham gia chương trình và chào tất cả các vị khán giả ở trường quay. Theo chị thấy, theo nhận xét cá nhân, chị thấy bạn Nam này cũng được. Chị hy vọng là sẽ có một người bạn đồng hành với Duyên để hứng chịu những cái đau của chị trong những trận chém gió. Rồi. Hùng đi với ai Hùng? Dạ, hôm nay em đi với chú ruột với mẹ. À, xin chào hai MC, Quyền Linh và là Cát Tường. Nói chung về ngoại hình, ok, tình chắc hiền, dịu dàng. Tôi mong coi như là hai cháu cùng bấm nút để hẹn hò và coi như tìm hiểu nhau nhiều hơn. Muốn hỏi ý kiến mẹ chút xíu à? Dạ, cho mẹ cho đi. Ý kiến vài câu đi ạ. À. Em Duyên thì cũng được. Cô cũng muốn có cháu nội sớm không? 32 tuổi rồi thì cũng muốn chứ. Đó, hứa với mẹ gì đi Hùng. Cái đó không phải mẹ muốn mà là em cũng muốn chứ không phải là em cũng muốn đúng không? Nhưng mà chỉ có điều là em chưa tìm được một cái người con gái mà có thể là đồng hành được với mình. Dạ, rồi chúng ta cảm ơn tay cô. Cầu mong những điều tốt đẹp cho cặp đôi này đi. Bây giờ kéo rào lên nhá, cho bây hai giờ... bạn gặp nhau. Mở rào, bắt đầu. Dạ, chào anh. Món quà tặng. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cảm ơn em. Cảm ơn mà gì, cảm ơn. Dạ không, anh thông cảm là em làm công ty Nhật, các cái tác phong người Nhật kia chào em quen. À, anh đi ra thù. Lần gặp mặt em có gì muốn hỏi anh? Nếu mà chúng ta quyết định tìm hiểu nhau, thì anh... có thể cùng em vượt qua mọi khó khăn phía trước không? Em nghĩ là mình đàn ông thì mình đủ sức đó, đủ sức. Em cảm nhận cô gái thì như thế nào? Em cảm nhận tính cách đó thì đúng như là cái mẫu người bạn gái mà mình yêu cầu. Cái thời gian rảnh của em là vượt khung thời gian nào? Ban ngày thì em làm giờ hành chính, thường thường em sẽ rảnh vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật. Anh thì cũng rảnh vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần. Anh đi làm thứ hai thứ sáu. Dạ. Em có thích đi du lịch không? À, rất thích luôn. Du lịch, đi dạo, chơi thể thao. Đó là những sở thích của anh á.
Em nhìn bề ngoài thì anh có vẻ hiền, nhưng mà không biết trong bên trong anh có mạnh mẽ không. Bên trong thì thật sự anh là người nóng tính, nhưng mà cái nóng của anh á thường anh kiềm bên trong. Ý cô hỏi bên trong bên có trong mạnh mẽ mình ngồi, không đó? Ngồi thẳng lưng lên em, mạnh mẽ lên coi. Ngồi đúng rồi. Không khẳng định giới tính đó. À bên trong mạnh mẽ hả? À em là người mạnh mẽ. Anh có muốn mở món quà em tặng anh không? À đúng rồi, coi quà em tặng là gì. Anh mở. Dạ. Anh mở nha. Mở đi em, mở đi. Găng tay. Dạ. Ủa sao lại tặng đôi bao tay, ý nghĩa gì? À đi phượt bằng xe máy. Anh này đoán hay quá. Em tặng đôi găng tay này cho anh, nghĩa là muốn anh luôn bảo vệ em, cùng em đi hết những đoạn đường còn lại. Mang bao tay vô liền, mang bao tay vô liền. Rồi. Em là bây giờ có gia đình hết chưa? Dạ có một người ở giữa, là thứ ba là có vợ rồi. À, còn em là lớn nhất. Dạ. Em là anh hai hả? Mà dạ, chưa lấy. À chắc có lẽ là vì hiếu thảo mà cho nên cái cuộc hôn nhân trước á là em chưa chuẩn bị, là vì dạ. Cảm thấy là mình chưa đúng có rồi, chưa lo cho gia đình. Cho gia đình đúng không? Thấy dạ. Hiếu thảo ghê chưa? Đó. Chị thấy cái đó là chi tiết đó được rồi đó. Được chưa? Được rồi đó, nhưng mà còn em, bây giờ em mong muốn người bạn gái của em sao? Dạ, bởi vì em thì là con trai trưởng cho nên em cũng biết trên biết dưới, em cũng muốn người của bạn em á là hiền lành, hiếu thảo với là ba mẹ, rồi cũng tôn trọng ba mẹ em. Hai nữa là cũng không có dữ dằn lắm. Hai nữa là em không thích cái tính so sánh. Ví dụ như so sánh người này với người trước thì em không thích. Dạ, nói chung là không dữ dằn là được rồi ạ. Không dữ dằn lắm. Dạ. Nhưng mà em có ý định là đưa vợ về làm dâu không? Dạ mẹ em có nói trước khi đi, mẹ nói là không cần làm dâu. Không cần làm dạ. Dâu. Mà em là anh hai đó mà không cần làm dâu đúng không? Dạ vâng ạ. Được chưa? Không tay phải dễ ẹt là làm dâu cũng được, không làm dâu cũng về được. Cái quan niệm của em á, làm dâu hay không làm dâu em không quan trọng về điều đó. Thật sự tính ra là em cũng muốn tìm một bạn nam có cái sự kính trên nhường dưới, tại vì gia đình em nói chung là cũng khó nên em muốn một bạn nam, thứ nhất là phải có điều kính trên nhường dưới, thứ hai nữa là phải biết lễ phép, thứ ba là phải có sự hiếu thảo. Sự hiếu thảo đây mình có thể nói là sự hiếu thảo giữa hai bên, không phải nhất thiết mình phải hiếu thảo một bên, nên em cần một cái người lớn chững chạc để mà hiểu được về cái cuộc sống gia đình. Chị thì chị cảm nhận cái bạn này có cái đó, có những cái điều mà em mong muốn. Thứ nhất là bạn cũng lớn tuổi rồi, bạn 31 tuổi rồi đúng không? Dạ. Em 31 tuổi rồi, chững chạc và lời ăn tiếng nói mà với cái cách suy nghĩ là có cái sự hiếu thảo trong đó. Yên nha. Tâm. Cái cảm nhận của chị. Đàn trai là được á, tại vì em nói là nãy giờ em thấy có hết luôn. Tôi biết rồi. Bây giờ á, mình hỏi người thân đi, coi họ góp ý sao rồi mình mở màn cho hai, mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở hàng là mở gì? Ông buôn bán á, nhiều con người ta bây giờ ngoài cái chuyện mai mối còn đi buôn bán, bởi vì cái chữ mở hàng nó bị liệu hoài. Mời bạn trai. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào Quỳnh Linh. Rồi, chào quý khán giả. Dạ, em là Nguyễn Thanh Hùng, năm nay em 31 tuổi. Em sinh sống, em lớn lên ở Kiên Giang. Hiện tại em làm việc ở Hóc Môn. Em là nhân viên công ty của Orion. Công ty gì em? Bánh kẹo á, đúng không? Bánh kẹo Orion à. Bánh dạ. Kẹo Hùng, 31 tuổi à. Sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Kiên Giang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà mời công đàn ty gái. Bánh kẹo hả? Đúng rồi. Ngọt chắc ngào lắm. Lấy số điện thoại quá. Bánh kẹo. Bánh kẹo là hợp với Hồng Vân. Hồng Vân suốt ngày ăn bánh với kẹo với sô-cô-la không đó. À em sao nè, em nói coi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào, chào tất cả các anh chị có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Phi Hoàng Ly, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang là thư ký cho công ty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Tuấn ạ. Công ty bất động sản, em đang làm thành phố hả? Dạ, em đang làm thành phố, hiện tại thì cái trụ sở chính của bên công ty em thì hiện tại đang ở Nhà Bè. Nè, ông Linh ơi, hả? Cái phong thủy hai người này có gần nhau không vậy? Ở bên Nhà Bè đây là Hóc Môn. Hóc Môn nó cũng hơi xa chút xíu nhưng không sao. Trời xa tình. Lắm đúng không? Theo như tôi mày mãi thì tôi như là đầu sông cuối sông đúng không ta? Không đầu sông cuối sông đâu, ngay đất Hồng Vân đó, chỗ mẫu máy đó. Quá đáng trời ơi. Coi như người gần đất ông, người gần đất tôi hả? Rồi một người Hóc Môn ở Củ Chi, Hóc Môn một người Nhà Bè, thật sự mà nói thì tình yêu nó không có phải là đường xa xa xôi. Quan trọng nghe nè. Yêu nhau không? Lên. Sao Vân? Ở bển là bánh kẹo đúng không? Đúng rồi, bên đó bất động sản ha. Không, bên đó bất động sản tôi không biết như thế nào, nhưng mà tôi thấy cầm ra dĩa bánh. À vậy à? Ừ. Bánh nó khoái rồi đó. Ừ. Rồi, đâu, mình bên đàn gái có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy? Ừ, dạ, anh nói đi. Thì thật sự ra ưu điểm của em á, là em rất là vui vẻ, hòa đồng và rất là dễ tiếp xúc với mọi người. Thì giống như là em rất là tự tin vào cái khả năng mà mình có thể giao tiếp với mọi người. Tại vì cái môi trường công việc của em á, tiếp xúc với khách hàng khá là nhiều. Nên hiện tại á, là
cái nắm bắt tâm lý của khách hàng em cũng tốt hơn một tí so với những cái lĩnh vực khác à. Coi như vui vẻ hòa đồng là được rồi đấy em. Hình như là tôi thấy 100 người lên đều nói là em vui vẻ hòa đồng hết trơn á. Nhưng mà về gây lộn cái mặt chù ụ không có hòa đồng hết trơn á. Thật chất ra em còn một tí gọi là nhây với lầy lầy. Nhây với lầy đúng không? Dạ thì nói chung là cũng trong công ty em cũng tưng tửng Không, em ơi, cái thời buổi này tưng tửng lầy lầy vậy nhây chút nó mới vui. Thấy không? Dạ. Rồi khuyết điểm của em là... khuyết điểm của em thì thật sự là khuyết điểm lớn nhất của em đó là não cá vàng. Em thì, não cá vàng. Dạ thì đó là rất là dễ quên đó chị. Có nghĩa là đôi lúc mình đang nói là cái chuyện này mình phải làm buổi chiều mà cái đó bữa trưa mình vẫn nhớ. Xong tới buổi chiều gần nửa tiếng nữa sau cái ủa mình đang làm cái gì ta, mình cũng làm cái gì, cứ em cứ đi vòng cái đúng ngay cái vị trí mà muốn làm đó. Cái em nghĩ mình muốn làm cái này. Lúc có nghĩa là dạ đúng rồi, có nghĩa là em phải đi một vòng có đúng cái vị trí lúc đầu mà em muốn làm cái công việc đó thì em bắt đầu em mới nhớ lại cái công việc đó mình cần phải làm buổi chiều. Rồi em có tật xấu gì không? Dạ có, nói chung là em cũng hơi giờ dễ thung. Chậm chạp. Dạ, cũng hơi chậm chạp với lại một phần nữa là em cũng hay lề bề, em cũng nói chung là không có không có đúng giờ đúng giấc rồi này kia. Dạ đúng rồi. Tại vì nãy giờ mới nghe cái mùi bánh nó cứ phả lên trong mũi thơm quá Linh ơi, mà cái tôi không biết là bánh gì luôn á Linh. Để hồi người ta qua mời đàn trai ăn được, đàn trai cho ý kiến. Không thôi. Linh nó ngộ lắm Linh, thì cái bánh nó ngộ lắm. Tôi hình dáng cũng không giống ai mà gọi là gì đó, nguyên vật liệu tôi cũng không biết nó là cái gì luôn á Linh ơi. Để hồi tôi thử tôi sẽ biết bánh gì cho Vân coi. Ừ, rồi bên kia là vui vẻ hòa đồng nè. Não cá vàng nè, hay quên nè, ha. Rồi còn bên đàn trai thì sao? Dạ, điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn, không gia trưởng, tốt, hài hước, quan tâm em út và thiếu nhi. Dạ, điểm yếu của em á là em hay quên lắm. Rồi, bên kia cũng hay quên, bên đây cũng quên nữa. Dạ. Trời ơi, rồi sao rồi có cái đến với nhau rồi sanh con cái nào mà lọt con mà quên ở đâu á, ở trong nhà mà không biết nó để ở phòng nào luôn không trời? Dạ thì bởi em mỗi lần em muốn làm gì phải ghi vô tờ giấy á, mà đôi khi cái tờ giấy em quên ở đâu luôn không biết nữa. Xong luôn, coi như xong hàng luôn. Dạ. Đừng có nói yêu nhau đã xong hỏi ủa em tên gì vậy? Anh tên gì nữa là mệt lắm á. Nó quên tuổi luôn, quên tên luôn. Có tật xấu gì không trai? Dạ thì có lâu lâu hay ngủ quên ạ. Tại vì hẹn báo thức mà em tối em hay để chế độ im lặng, cái sáng cái nó báo thức nó không có, nó chỉ rung thôi, cho nên hay lâu lâu bị một buổi dễ giờ làm. Bên kia hơi nhây nhây chút lầy lầy chút, còn em sao? Dạ, em hài hước ạ. Ngay với lầy với hài hước em cũng được. Em thích làm thơ nghiêm túc có, mà làm thơ mà lầy lầy cũng có luôn. Làm thử coi. Dạ, ví dụ như ở trên mạng hay là vấn đề yêu đương đúng không ạ? Dạ, cuộc đời giờ dở ân ương, việc làm không hết yêu đương cái gì. Đúng rồi. Dạ. Phải làm việc trước mới yêu đúng không? Dạ, nhưng mà mình nói ra mình suy nghĩ lại và không được, mình đang ế mà. Bây giờ phải làm thơ là yêu đương lại. Rồi sao? Dạ thì làm thơ. Em xin phép em tả người phụ nữ nha. Con gái là đẹp về mái tóc và con mắt, thì em xin tả hai cái đó thôi. Cho em hỏi là bên đó là tóc ngắn hay tóc dài ạ? Dạ, dưa thì em làm tóc dưa đúng không? Dạ. Nếu mà không có tóc thì làm được không? Dạ chưa nghĩ ra. Tóc em chấm ngang bờ vai, mắt đen lấp lánh long lanh mỹ miều, thầm thương chợt nhớ trộm yêu, ước mong mỗi buổi sớm chiều có em. Hay quá. Có nghĩa là anh đó anh cũng ghê thiệt á, chưa gì anh đã thả thính rồi đó. Trời, bên đó có tài nghệ gì thả ra chút coi. Thì nãy giờ em thấy bạn anh bên kia cũng thả thính quá trời luôn, nhưng mà do em cũng không có tài gì, em chỉ có là sở thích làm bánh. Thật sự là em rất thích làm bánh, nhưng mà những cái món bánh mà ít người biết tới à. Ví dụ giống như đây là món bánh bông mít. Dạ. Bánh này em làm bằng nguyên liệu gì mà? Có nghĩa là nguyên liệu chủ yếu của em á là em sẽ làm bằng mít, em sẽ lấy cái ruột cái vỏ mít làm cái vỏ bánh bao, thay thế cho vỏ bánh bao. Sau đó thì cái phần nhân trong thì em cũng làm giống như bánh bao bình thường thôi, tức là em vẫn lấy thịt heo xong rồi một tí tôm. Em sẽ băm miếng, em trộn lại xong với nấm mèo, em đem gia vị rồi hành ớt thổi tiêu, xong rồi em đem lên em hấp. Lúc đó thì cái chất ngọt ở trong mít nó sẽ thấm vô ở trong cái phần bánh nhân. Bánh bao mít Linh ơi, hẹn nghe biếu đàn trai ăn thử coi rồi nói chuyện sao được không? Trời ơi, nhưng mà chị hỏi này, nhưng cái bánh này em chế tạo gì, nhưng mà em có ăn không?
em có ăn thử qua chưa? Dạ thì em cũng có ăn thử qua, bạn em cũng mới ăn thử xong. Ờ vậy hả? Dạ. Tức là em làm là thành phẩm là em cũng có ăn thử rồi đúng không? Dạ thì cũng có rồi. Trời, hỏi vậy cho chắc ăn lần hồi bị ông Linh ông sẽ ăn đầu tiên. Mà chỉ có cái ông mối đó thôi, mà lỡ mà ông ấy có chuyện gì ông... Dạ. ông bỏ thì chị đây thật là sự chị... cái này là em cũng lần đầu tiên em làm. Ừ dạ lần đầu mà em ăn thử cái này chưa? Dạ rồi, có nghĩa là hello sáng... hello em chào anh chào em gái, trời ngon quá, bánh đâu... bông á, chuyển qua đàn trai ăn cảm nhận coi sao. Dạ bên kia ta đọc hơ rồi, bây giờ mình coi tài bên đây coi làm bánh sao. Sao Vân nghe mùi bánh bao, nhưng mà Vân nói ủa cái bánh bao gì mà bao nó không hết vậy, mà nó cứ he hẻ ra vậy khó chịu với sợ mày luôn. Giống khổ qua dồn thịt quá vậy. Nhưng mà nó lại không phải khổ qua mà mít dồn thịt. Ừ hả? Mít dồn thịt nhưng mà cái vị là vị bánh bao. Ăn đi rồi đánh giá đàn gái cho coi sao. Nào làm miếng coi. Em được cái em canh đạo lắm anh Linh. Em làm đi coi như có gì em chịu trước nha. Dạ. Đây làm thử miếng đi. Để anh rung quá múc lộn cái muỗng luôn thấy không. Dạ. Nào làm thử đi, làm nguyên cái này luôn. Nguyên cái luôn. Ăn là ăn phải nguyên cái. Ăn tại mà người ta mang tới đây để tặng em mà. Ờ à, đúng rồi. Sao nè, cho ý kiến đi. Công dung ngôn hạnh tề gia nội trợ. Phải ăn hết nghĩa mới có ý kiến. Đừng bỏ tôi. Một hồi nói Vân ơi ở đây làm mình đi Vân. Linh đi công chuyện chút xíu là làm, mệt. Làm miếng, làm không, miếng. Vân không ăn đâu. Không, thử miếng, thử miếng nhỏ. Vân không có ăn đâu. Thôi mà. Thôi mà. Tôi biết là hồi ông moi hết mít ông ăn á, anh Linh anh gì mít không? Dạ ngon ạ. Ngon không? Dạ ngon. Có cái vị thế nào? Dạ ngọt ngọt, mặn mặn. Đúng rồi. Thay vì á, Tết mình làm mứt mít. Bây giờ mình là mít dồn thịt. Dạ. Nó cũng lạ. Đây là một sự sáng tạo của đàn gái. Nếu mà bên đàn gái mà có gọi là một chút gọi là tài hoa nội trợ này thì rất là tuyệt vời luôn. Đầu óc sáng tạo. Cái này tôi cất để tối tôi ăn tiếp. Ủa Linh lấy luôn hả? Lấy luôn thôi, ăn trời luôn đi ơi. Cái gì đưa qua đàn trai là không có trở về được rồi, cất vô rồi. Tủ giùm tôi cái coi. Nói nghe nè chị hỏi nè, lý do bây giờ cái chuyện tình duyên của em sao rồi? Dạ thì nói chung ế của em cũng có nhiều nguyên do lắm mà. Thứ nhất là do cái môi trường làm việc của em á, là hầu như trong công ty á là em là người nhỏ tuổi nhất và độc thân duy nhất của công ty. Ừ. Dạ thì vừa mới vào công ty cách đây chắc cũng khoảng một tháng mấy là có một nhóc khoảng năm 97 vào. Ừ. Thì nói với em trời 2 tuổi chênh lệch dữ quá. Ừ. Thì là nhóc để ý chị đó hả? Dạ không, ý em nói là cái tuổi chênh lệch dữ quá, nó không phải là cái đối tượng để em tìm hiểu. Dạ có chính vì vậy mà mình bị lạc lõng đó đúng không? Tại vì là cái lứa tuổi của các bạn nó nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Ồ thì em có mấy mối tình rồi? Thì tính ra thì em có được một mối tình chính thức ạ. Ừ. Và một mối tình, một cái là trong quá trình tìm hiểu thôi. Còn một cái là trong quá trình chính thức. Chính thức được bao nhiêu năm? Dạ được 4 tháng rồi. Trời ơi, có 4 tháng hả? 4 tháng hả? Dạ gần 4 tháng. Gần 4 tháng là chính thức đó. Quá. Ừ. Dạ thì chính thức của em quen thì cũng gần 4 tháng thì... Mà cách đây bao lâu rồi? Bỏ nhau cách đây bao lâu dạ, rồi? Dạ 1 năm rồi. 1 năm rồi, lý do? Có nghĩa là em thứ nhất là do bạn đó bằng tuổi với em. Thì đôi lúc thì em cảm thấy giống như là em gây áp lực cho bạn vậy, giống như là do em chững chạc hơn, cái suy nghĩ của mình chững chạc hơn bạn á. Thì đôi lúc bạn bị áp lực rồi sau đó thì nhiều lúc em có cái cảm giác giống như là cái giác quan của người phụ nữ chị Hồng Vân, em cảm giác như là cái anh đó đang có một cái mối quan hệ mập mờ nào đó với một cái người khác. Thì sau đó thì hai đứa em cũng chia tay nhau. Tức là họ chưa toàn tâm toàn ý với em. Dạ, thành ra nói chung là em chưa có tin tưởng người đó đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi 4 tháng chưa phải là yêu sâu đậm đâu. Em nghe lý lịch tình yêu của đàn trai nè, giới thiệu đi Hồng. Dạ em có hai mối tình. Dạ mối tình thời cái tuổi chưa có mạng xã hội, dạ là năm 21 tuổi. Thì người ta nói là tình cũ không rủ cũng đến. Thì em đang quen cái cô này trong cái thời gian là cô đang cô đơn. Thì em cũng quan tâm thì chấp nhận yêu. Yêu xong rồi cái thì bởi không có Zalo Facebook á, cho nên em không có chỉ nhắn tin thôi, cho nên cũng không có chia sẻ hình ảnh được. Thì một thời gian sau cái cô này cũng có nhắn tin là thôi mình dừng ở đây. Cái em mới gọi hỏi sao thì kêu là hai người ai cũng tốt, nhưng mà em chọn cái người cũ của em quay lại. Thì em ưu tiên người cũ dạ, đúng không? Em tôn trọng quyết định của người đó. Thì em cũng có chia sẻ với mẹ em. Ừ. Thì đến năm 26 tuổi em bắt đầu mối tình thứ hai. Thì cái mối tình này là ở trong giáo xứ em luôn. Tại là cùng sinh hoạt. Thì cô này 26 tuổi thời điểm đó cũng lớn bằng tuổi em, là muốn đến hôn nhân.
Thì lúc đó em chưa sẵn sàng, bởi vì em còn mới đứa em còn đi học. Hiện tại thì còn thằng Úc đang học 12 nữa. Cho nên là em cũng nói là em chưa có sẵn sàng và chưa có đủ kinh tế để lo cho người ta. Thế là người ta không có đợi em được, người ta đi. Quen lâu không mà nói gì? Dạ, bắt đầu gọi là quen nhau thì được 1 năm, nhưng mà chính thức yêu nhau rồi là 1 năm nữa là 2 năm. Coi như là chưa kinh tế mình không có dám cưới đúng không? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp không? Nói chung là hai bên của hai mối tình nó cũng không đến mức sâu đậm lắm. Không phải 5, 10 năm gì. Bây giờ thế này. Nhưng mà bây giờ Vân hỏi là bên kia đã sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân chưa? Dạ sẵn sàng rồi ạ chị. Bây đến thời điểm này là sẵn sàng rồi đúng không? Dạ. Ý chị Vân hỏi kinh tế đủ chưa? Dạ thì hiện tại cả hai luôn á. Dạ kinh tế thì em xin chia sẻ thật luôn là gia đình em vừa cưới thằng em trai và vừa được sự giúp đỡ của gia đình thì nhà em cũng có một miếng đất rồi. Thì hiện giờ chỉ muốn có một người để xây một cái máy ấm. Trời ơi ngon lành. Đàn trai có đất rồi nha, đàn gái khỏe re. Bây giờ tôi muốn biết đàn gái gọi là muốn cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào. Tả có giống đàn trai không nào? Em coi. Dạ thì nói chung là mẫu hình lý tưởng của em cũng đơn giản lắm chị. Tại vì do em có chiều cao cũng khá là cao, em tới 1m65 rồi. Thì em mong muốn bạn trai của em là khoảng từ 1m75 hay là 1m8 hoặc là thấp nhất cũng phải là 1m7. 1m7 đổ lên. Dạ, bên đây 1m9 được. Rồi nhà bây giờ đất đai là có rồi đó ha. Rồi dạ. Em cần khuôn mặt sao nè? Nói chung em cũng không phải là cần, quan niệm của em là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tốt gỗ tốt nước sơn, gỗ có tốt không ấy ơi? Gỗ cẩm lai ok, cẩm xe đỏ đỏ rồi đó. Về cái ngoại hình là chỉ cần thật sự là nhìn mà em nhìn em cảm thấy thiện cảm thôi. Thiện cảm dạ thôi. Đúng rồi ạ. À. Quá thiện đúng cảm rồi, dạ đúng rồi, rất là đàn ông đúng không? Dạ rất là phải chuẩn đàn ông ạ. Chuẩn men nha ấy ơi, chuẩn men. Ta có mối tình 1 năm gần cưới rồi mà anh nói em gái nghe. Dạ. Bây giờ em đưa ra những vấn đề đó, anh thấy đàn trai là rất là ok luôn. Dạ. Dễ thương ha. Nói chung là em đưa ra 100% thì bên đây cũng đáp ứng được anh. Không phải tự hào đàn trai chúng ta chín mấy rồi nha. Cái dạ. Quan trọng nhất của bên đàn trai đó là có miếng đất, thì cái đó em có gọi là quan trọng cái điều đó không? Thật sự là về cái miếng đất đó em cũng không khe nhiều. Tại vì nói chung á là của mà để ba mẹ để lại á, đó là của để dành. Còn cái vấn đề em quan tâm nhiều hơn là của mà mình tạo ra. Ra đúng, dạ, không? Đúng rồi. Em có của gì không? Thì nói chung là em dằn mặt coi. Có đất, có nhà gì chưa? Thì đương nhiên là em cũng có những phần tài sản cho ba má để lại. Người ta cũng có của để lại đó nha ông ơi. Ông thì bên hai bên góp của lại. Mình là nhà hay đất vậy em? Mình là dạ nhà thì đất. Đất rồi. Đất luôn đó, trời quá trời. Trời, hai miếng đất ha. Mai thấy hợp rồi đó. Bây giờ nè, qua coi mắt đàn trai đi coi. Bây giờ tôi nói được không? Đó. Dạ, em chào chị. Chào em. Hiền lành. Tôi nhìn cái giò là tôi biết cao rồi nè, anh này cũng 7 mấy đổ lên rồi đó. 1m9 mấy, đứng lên hàng. Thôi bây giờ nói thật sự là thấy hai bạn là thấy là gọi là kẻ 8 lạng người nửa cân, không ai thua ai luôn á. Thực sự mà nói kể cái ngoại hình lẫn cơ sở vật chất lẫn nghề nghiệp, sự nghiệp. Một bên bán bánh, một bên bán bất động sản. Rồi bất động biết sản làm nhưng bánh mà nữa. Thích làm bánh. Còn bên đây á là gì á, em làm nghề chính là gì nè? Bánh kẹo phải bánh không? Kẹo. Đó, bánh kẹo. Em ơi thích ăn bánh kẹo không? Dạ. Thích ăn kẹo không? Lúc trước em rất thích nhưng mà bây giờ em phải giảm lại để em giảm cân. Vậy hả? Giảm cân đi em, có người ăn nhiều quá nó căng, nó tăng cân đó. Anh Linh coi á, nó anh kỳ. Linh á. Dạ. Anh Linh á. Dạ. Cái dĩa bánh đó của em là mình nên anh ăn, cái bạn trai ăn có một miếng nhỏ một em thôi đó. Em cũng nghĩ cho anh Linh đang nói anh Linh nữa. Anh đang nói ai đó ăn bánh trái nhiều hơn anh nè, đó. Nè đứng cái bên đi. Cũng xem mà chứ cũng có ha. Thôi nói chung là bỏ qua chuyện tăng cân đi. Vấn đề mình đang cho hai đứa nhỏ nó hợp với nhau rồi. Nhưng mà nói nghe nè. Sao? Hồi nãy thấy bên đàn trai có bộ là hơi miệng mồm chút xíu và thơ văn hơi bị lai láng trong vấn đề tán gái. Rõ ràng vừa mới hỏi là tóc em ngắn hay dài, nó ngang vai một cái là có bài thơ về ngang vai liền. Em bộ em có bí kíp nhiều lắm hả hay sao? Dạ không phải, tại vì em chuẩn bị hai câu đầu là tóc dài thì em trả tóc dài, tóc ngắn thì em trả tóc ngắn, tốn qua mất ngủ á chị. Chuẩn bị đêm qua luôn á. Nhưng mà tại sao nãy ngang vai mà em cũng ứng khẩu thành thơ liền là sao? Dạ, ý là em chuẩn bị rồi, nhưng mà tóc dài thì em tả tóc dài, tóc ngang vai em trả ngang vai. Quá đơn giản, tóc dài ai xõa ngang vai. Ông đó nha, tôi đang hỏi đàn trai mà cũng cứ đỡ đần giùm, ai mượn vậy? Nói nghe nè. Nói nghe nãy giờ chị hỏi nè, em có xài cái bí kíp đó để em dùng cho tất cả những phụ nữ xung quanh em mà em gặp không?
Dạ là bắt đầu làm thơ là cách đây khoảng 2 năm nay thôi ạ. Tại vì những lúc rảnh á thì một là em gặp bạn bè cà phê hoặc là làm bài chai. Còn không thì em ở nhà em hay lấy viết ra, tại vì em soạn bài á rồi em hay viết vài câu xong rồi em ngủ. Thì riết những cái nó thành cái ăn thói quen. Nhiều khi buồn buồn làm thơ cũng vớ vẩn lắm nhưng mà không có dám chép lại. Còn làm thơ hay thì em mới lưu lại để em tặng người này tặng người kia. Rồi á, rồi cứ thơ thẩn kiểu này rồi ví dụ như bạn gái người ta ghen rồi sao? Có dạ, bỏ cái định mà gọi là thơ thẩn kiểu này nữa không? Dạ không, tại vì em phải có mục đích đó rằng em phải làm thơ thôi chứ không làm thơ vớ vẩn bậy bạ. Làm đó, thơ có mục đích. Người ta có mục đích đó, tức là sau này có quen em rồi mà người ta có thấy cô nào đẹp đẹp người ta cũng ứng khẩu thành thơ ta. Đúng rồi. Em có ghen không? Thật sự là nói chung á là mình đã chấp nhận mình yêu nhau là mình phải tin tưởng. Đó, nên nhưng mà cảm thấy mình không tin tưởng được nữa thì bắt đầu mình sẽ chấm dứt cái mối quan hệ đó. Đó quan niệm của em, yêu là phải tin tưởng, không bỏ làm thơ đâu nha. Đó, dạ không, làm thơ đó là chuyện bình thường á. Thay vì làm thơ những cô con gái khác anh có thể làm thơ về em ạ. Em gái ghét cái gì, cái tật xấu gì của đàn ông nhất? Dạ em ghét thứ nhất đó là hút thuốc. Hút thuốc, có hút thuốc không? Dạ không ạ. Trời, tiêu chí không hút thuốc mà. Dạ thứ hai nữa là về gia trưởng. Không có gia trưởng, người ta khoe luôn rồi. Dạ. Ở đây có khoe luôn là không gia trưởng. Thứ ba nữa là em không thích người con trai họ tính đàn bà. Có đàn bà không? Chuẩn men không vậy? Dạ chuẩn men ạ. Chuẩn men. Dạ. Nhưng mà tính có chuẩn men không? Dạ có luôn ạ. Tính tình chuẩn men luôn. Người dạ. Bên ngoài chuẩn men luôn. Chuẩn men hết. Dạ. Nhưng mà cái điều quan trọng đối với em với bạn nam là bạn nam phải có sự hiếu thảo với ba mẹ. Sự hiếu thảo ba mẹ có không nè? Dạ có ạ. Có đúng không? Em là mấy anh em vậy? Dạ năm anh em ạ. Năm anh em mà bây giờ có gia đình hết chưa? Dạ có một người ở giữa là thứ ba là có vợ rồi. Còn em là lớn nhất. Dạ. Em là anh hai hả? Dạ anh hai. Chưa lấy à? Chắc có lẽ là vì hiếu thảo mà cái cuộc hôn nhân trước á là em chưa chuẩn bị là vì dạ. Cảm thấy là mình chưa đúng có rồi, chưa lo cho gia đình. Cho gia đình đúng không? Thấy dạ. Hiếu thảo ghê chưa? Đó, chị thấy cái đó là chi tiết đó được rồi đó. Được chưa? Được rồi đó, nhưng mà còn em? Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em sao? Dạ, bởi vì em thì là con trai trưởng cho nên là em cũng biết trên biết dưới. Em cũng muốn người của bạn em á là hiền lành, hiếu thảo với là ba mẹ rồi cũng tôn trọng ba mẹ em. Hai nữa là cũng không có dữ dằn lắm. Hai nữa là em không thích cái tính so sánh. Ví dụ như so sánh người này với người trước á, thì em không thích. Dạ, nói chung là không dữ dằn là được rồi ạ. Không dữ dằn không ạ? Dạ. Nhưng mà em có ý định là đưa vợ về làm dâu không? Dạ mẹ em có nói trước khi đi á, mẹ nói là không cần làm dâu. Không cần làm dạ. Dâu. Mà em là anh hai đó mà không cần làm dâu đúng không? Dạ vâng ạ. Được chưa? Không trai ta dễ ẹt là làm dâu cũng được, mà không làm dâu cũng được. Về cái quan niệm của em á, làm dâu hay không làm dâu em không quan trọng về điều đó. Thật sự tính ra là em cũng muốn tìm một bạn nam có cái sự kính trên nhường dưới, tại vì gia đình em nói chung là cũng khó nên em muốn một bạn nam thứ nhất là phải có điều kính trên nhường dưới, thứ hai nữa là phải biết lễ phép, thứ ba là phải có sự hiếu thảo. Sự hiếu thảo đây mình có thể nói là sự hiếu thảo giữa hai bên, không phải nhất thiết mình phải hiếu thảo một bên nữa. Nên em cần một cái người lớn chững chạc để mà hiểu được về cái cuộc sống gia đình này. Chị thì chị cảm nhận cái bạn này có cái đó, có những cái điều mà em mong muốn. Thứ nhất là bạn cũng lớn tuổi rồi, bạn 31 tuổi rồi đúng không? Dạ. Hôm nay em 31 tuổi rồi, chững chạc và lời ăn tiếng nói mà với cái cách suy nghĩ là có cái sự hiếu thảo trong đó. Yên tâm. Cái cảm nhận của chị. Đàn trai là được á, cái gì em nói ra nãy giờ em thấy có hết luôn. Tôi biết rồi. Bây giờ á, mình hỏi người thân đi. Coi họ góp ý sao rồi mình mở màn cho hai, mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở hàng là mở gì? Ông buôn bán á, nhiều con người ta bây giờ ngoài cái chuyện mai mối còn đi buôn bán, bởi vì cái chữ mở hàng nó bị liệu hoài. Bé hôm nay bé đi với ai ạ? Dạ hôm nay thì em đi với lại ban giám đốc công ty và người em với lại người bạn thân với lại các đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi mời đại diện đàn gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh. Xin chào các anh chị trong các phòng. Hôm nay thì em Nguyễn Phi Hồng Ly là nhân viên ở trong công ty, tôi đại diện ban giám đốc đi theo những người thân của em. Thì ở trong công ty Ly là cái vị trí là thư ký của tổng giám đốc, làm việc rất là nhiệt tình, năng nổ và có chuyên môn. Và một cái đặc tính mà rất là đáng quý của Ly là người làm việc rất là có trách nhiệm. Chính cái tính hay quên mà Ly nói á, đôi lúc không biết mình làm như thế nào, tới khi nhớ ra đôi lúc có những buổi là phải ở lại làm tới 6-7 giờ tối mới về cho xong cái công việc đó là cái trách nhiệm. Thì qua cái tự sự của bên của em trai bên này thì tôi thấy em cũng rất là chững chạc, cũng có cái công ăn việc làm ổn định. Với lại các cái tiêu chuẩn của Lý đưa ra thì như anh thấy là cũng
là tương đối là cũng được 80% rồi đó. Thì nếu có điều kiện thì hai em cũng nên cho cơ hội với nhau để đến với nhau. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn anh. Đó là cái cách nhìn người của giám đốc đó. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em và em dâu của em. Chào cô. Dạ, cô chào cô. Vân, xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. À, mình là mẹ của cháu Hùng. Thì không phải nói chứ thật sự cháu Hùng là rất là hiếu thảo, là con trai trưởng, rất biết lo lắng. Còn cô thấy con gái bên này là cười có duyên, rồi má lúm đồng tiền nữa. À, rồi con nói là con hay quên, Hùng cũng hay quên. Yên tâm, nếu muốn gì cứ nói cô. Cô sẽ nhớ, cô nhắc cho hai con. Dạ, con cô là nhớ là cháu bé đó, coi như là các cháu mà các em mà có con á là phải nhớ là con đặt con ở phòng nào, cho bú chưa, cho em ăn chưa là phải nói với mẹ. Dạ. Nhiều khi là quên cho em ăn nên sao. Dạ. Rồi còn con thích làm bánh vậy, cô cũng rất thích ăn bánh, mà nhà cô toàn con trai không à. Thế là cô cũng thích con là cái điểm con biết làm bánh. Rồi điểm thứ ba nữa là con nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đúng với quan điểm của cô luôn. Cô nói thật, không phải bây giờ hai con ngồi với nhau đây mà mới thấy nhau bảo ừ hợp hay là không hợp, đấy không đúng. Mình cứ tìm hiểu nhau, đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nói thật với chị Hồng Vân với Quyền Linh vậy. Dạ, rồi. Rồi còn còn đến với nhau hay không là quyết định của hai con. Còn nếu hai con đồng ý, má ok. Ok liền. Dứt khoát, quyết liệt. Má rất mong được sự tin vui sớm nhất của hai con. Trời ơi. Đã xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn đàn trai đàn gái. Nói chung là cái quan điểm tốt gỗ hơn tốt nước sơn là hầu như là quan điểm của tất cả các chị em phụ nữ trên đời. Yeah. Nhưng mà nếu như được tốt luôn cả nước sơn cả gỗ thì càng tốt nữa. Nói chung giờ là nước sơn cũng hiện đại rồi, tốt lắm. Gỗ giờ cũng xịn lắm rồi. Ê, nhưng mà vẫn thấy vậy là ông Thảo vợ Linh á, nó may mắn ghê á, tại vì á nó lượm được cái hàng mà tốt cả gỗ cả nước sơn á. Không, thiệt luôn. Khó không? Có. Tốt nước sơn luôn hả? Ừ, tốt luôn đó. Trời ơi, xấu quắc rồi, tốt nước sơn luôn hả? Khùng quá. Trời ơi, ghép điện ảnh ngày xưa mà tự nó mình xấu. Cảm ơn dân nha. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Đó, không gian này là của hai em đó. Bắt đầu đi Hùng. À, anh có món quà tặng cho em. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Cao quá cao rồi đó, cao lắm. À, trong trong đây là có tấm thiệp tự tay anh làm. Dạ. À, trong đây nó có bông hoa. Thì với ước mong là mỗi người sẽ một bông hoa của ai đó. Thì hy vọng hôm nay anh tìm được bông hoa của đời mình rồi. Trời ơi. Rồi em nói quà của em đi, quà của em mang đến cho anh. Nhưng mà anh Linh dành rồi. Quà nãy là, đó là cái món mà em đã làm để mà dành tặng cho anh với lại cả anh Linh luôn rồi chứ không có Linh nữa. Nói đi Hùng, Hùng nói mít nãy sao đi Hùng. Dạ thì ta nói của mình anh ăn kỳ quá. Nào giờ em chỉ ăn khổ qua chùa thịt thôi, nay qua mít nhiều thịt nữa, nó lạ mà nó ngon. Dạ, dạ thì đây cũng là lần đầu tiên em làm thì mong anh cũng không chê. Không ngon mà. Mở quà ra coi đẹp không? Dạ, có em xin Hùng phép làm đẹp mở không? Hả? Mít thì thấy đẹp ngon rồi đó, còn biết quà làm sao? Nếu quà đồ ăn chuyển qua đây cho tôi luôn. Bởi vì món quà này tự tay làm cho nên nó không được đẹp cho lắm. Dạ vâng ạ. Cái thiệp tự wow. Làm. Dạ, bông hoa ở dưới. Anh rất khéo tay ạ. Trái tim này thì nếu mà đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ có tên của hai chúng ta ở trong trái tim này. Dạ rồi, em cảm ơn anh, thật sự anh rất khéo tay. Em cũng khá là vụng về trong những cái đồ gia công này, mà bù lại là anh rất là khéo tay ạ. Cảm ơn anh. Rồi. Sau này là hai đứa mà có lấy nhau á, thì là mở một cái tiệm kẹo với lại đồ handmade làm thiệp á. Đúng rồi. Cũng ngon lành lắm hả, chứ không có giỡn đâu. Đó, chúng ta cảm nhận về nhau đi. Hình như là từ cả đời đây, trong một thế giới con người đông như thế, cả 100 triệu người, chúng ta có duyên gặp nhau trong ngày hôm nay rồi đó. Các bạn cảm nhận về nhau đi. Em thấy anh có đúng với lại cái hình em suy nghĩ không? Dạ thì anh em nhìn thấy cũng giống với những cái gì, những cái tiêu chí đặt ra với lại cái hình mẫu bên ngoài. Thì em cũng trao đổi là em không quan trọng về bề ngoài, em quan trọng về cái tính cách hơn. Tại vì mình sống với cái tính cách chứ mình không có sống với sắc đẹp được. Nhưng mà em biết sao, chị nói về tướng, về nhân tướng đó em. Cái lỗ tai đó tốt lắm đó em ơi. Dạ. Cái lỗ mũi cũng tốt luôn, giàu lắm đó cưng.
vừa thọ mà vừa giàu luôn đó nghe em. Nãy em nghe chị Hồng Vân nói tốt nước sơn, em nghĩ là sơn đang bị chóc chóc rồi á. Nhưng mà gỗ thì vẫn còn tốt ạ. Gỗ tốt mà sơn chóc chóc phải không? Dạ, gỗ thì... Em nói anh Linh chỉ bí kíp cho, đi sơn lại thôi có gì đâu. Dạ thì em cũng tính đập đi xây lại rồi chứ. Mà mẹ em kêu là thôi, trong cuộc đời thì cái gì quan trọng trước mình làm trước. Thì em nghe lời mẹ em thì mình ưu tiên cái chuyện quan trọng của em mình. Và hai nữa là cái này em chưa chia sẻ thì, nhưng mà em cũng hy vọng là gặp cái người bạn là không có quan trọng quá về bên ngoài, cho nên mình tiết kiệm một mớ để mình làm sau này có chuyện đại sự đó, dạ. Đó rồi xúc động chưa hai đứa, coi quan điểm hôn nhân gia đình thế nào đó, nói với nhau nghe đi. Anh cho em hỏi là anh có bị nhậu không ạ? Vui thì có thể là chục lon ạ, còn không thì 4 lon là em xỉn rồi. Chụp lon cơ à? Nhà có mấy anh em trai thì hay mua bia về nhà nhậu á, cho nên thì cũng biết nhậu. Dạ, anh biết nhậu. Cứ nhìn nhau mà nói chuyện. Nhưng mà khi mà anh... Em không cần nhìn anh Quyền Linh, bà em cũng không cần nhìn chị. Hai người tự nhìn nhau đi. Dạ, gặp nhau, tao hỏi chuyện gì, gặp nhậu, hỏi nhậu có, rồi. Giống như là mình có dạng như bị lầy trong cái cuộc nhậu đó không ạ? À, không, em bình thường anh rất nói nhiều, nhưng mà khi anh chỉnh vô là anh níu lưỡi không nói được á, là anh chỉ có ngủ thôi. À, có khi là cái tính của mình là sau khi nhậu là mình sẽ ngủ đúng không ạ? Anh em hỏi thử đi, nói giờ anh nhìn em vậy nè, anh xuất khẩu thành bài thơ tặng riêng cho em được không? Dạ rồi, thật sự là nếu mà không biết là anh có cảm hứng hay không, nhưng mà anh nhìn em như vậy anh có thể là làm được bài thơ tải cho em được hay không? Nãy làm thơ rồi, bây giờ anh xin phép hát ha. Dạ, một câu ngắn thôi đó. Dạ. Là bài lời anh muốn nói. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em rất nhiều, yêu em không cần lý do. Sau khi mà kéo rèm ra thì anh thấy em như thế nào ạ? Thì anh cũng không quan trọng hình thức, quan trọng là cái tính tình. Thì trước mắt thì anh thấy em cũng xinh, như mà anh tả là có nước đồng tiền. Nói chuyện cũng có duyên, và anh cũng thích giọng của con gái miền Tây đó, miền Nam. Dạ. Nghe rất là hay, chỉ có chửi là không hay thôi ạ. Thật sự đó là bản tính mà gọi là bản tính nóng trong mỗi người mình đều có, không những riêng phụ nữ và đã đàn ông đều có. Thì quan trọng là mình có kiềm lại cái bản tính nóng đó hay không thôi. Nhưng mà đôi lúc thật sự trong cuộc sống mình cũng sẽ có nóng, chứ không ai mà cứ bình bình thản thản được hết. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà một người nóng mà họ có thể kiểm soát được cái hành vi với lời nói của mình thì nó sẽ tốt hơn khi mà mình nóng lên mà mình làm tổn thương đến một cái người khác hả? Cho anh hỏi là em quan điểm thế nào về hôn nhân? Thật sự quan điểm của em, hôn nhân là người để gắn bó với em nửa cuộc đời còn lại. Trong quan điểm của em là không muốn là đổ vỡ trong hôn nhân, nên em rất là khó để mà tìm một người để mà sau này mình có thể gắn kết nửa phần đời còn lại với người đó. Nên em nghĩ là hôn nhân là phải có sự vun đắp với nhau để mà lo về cái cuộc sống tương lai của hai đứa và cả hai gia đình nội ngoại cơ. Anh thì quan điểm hôn nhân của anh ấy đó là yêu thương, lắng nghe và tin tưởng chăm sóc nhau. Tại vì một người mà không biết lắng nghe thì chắc chắn người ta có nói đúng cũng không nghe. Anh thì đối với anh á, là bên anh là chỉ một vợ một chồng thôi, không được ly dị, cho nên em yên tâm về mảng này. À, anh theo đạo đúng không? Theo đạo. Dạ đúng rồi. Thì lúc trước đó là bên chương trình có nói với em á, em là theo đạo Phật. Em là theo đạo Phật. Thì lúc mà phỏng vấn casting á, thì chị biên tập có hỏi em á là vậy thì cái anh đó theo về đạo Chúa được không? Em nói là đạo nào thì cũng là đạo, mỗi đạo đều có một cái đức tính riêng. Em có thể theo bên gia đình chồng học về giáo lý, em không quan trọng về vấn đề đó. Thì giống như là bên đạo Phật em thì có cái là không sát sanh, thì bên đạo bên anh thì có về giáo lý hôn nhân một vợ một chồng. Thì mình kết hợp những cái đạo đó lại với nhau, em không có kề nài về những cái phần đạo đó. Em vẫn có thể theo bên gia đình người bạn trai để mà em học đạo, học về giáo lý và gia đình nhau. Hay quá, tức là đó. Dạ. Trời ơi, em hay quá vậy. Em có cái bí kíp tán gái nào không mà sao mà nãy giờ em ngồi em nói rất chân thành mà coi như là tự nhiên là bạn này bạn cũng bộc lộ ra được cái điều là chứ còn vấn đề mà đạo giáo là cũng phải có cái sự mà coi như đồng ý là về học giáo lý là được rồi đó. Mà coi như tự nguyện nói ra điều đó. Có cái bí kíp gì không? Dạ không ạ, tại vì trước thì em dở lắm, toàn bị người ta chú bậy á, chỉ có một lần đúng thôi. Hai ba lần đi toàn thất bại không, cho nên em không sợ lắm rồi. Giờ em quan niệm là phải chân thành thôi. Cứ bộc lộ và không có giả tạo là được. Chứ cái bí kíp đó, cái lần đó là sao? Cái lần đó là sao? Dạ, một lần thì em thất tình á, thì tại vì em không biết là người ta, em không có rất dở về tâm lý con gái. Cái anh mới tư vấn, nhờ bạn tư vấn. Bạn kêu bây giờ muốn biết người ta thương mày không, mày hẹn xem phim đi.
rồi cái mày tới giờ mày giờ mày bận để xem người ta thái độ như thế nào. Thế là khi mà hẹn xem phim cái gần tới giờ em kêu em bận rồi, thế là người ta giận luôn, người ta không có liên lạc luôn, cắt số điện thoại luôn, bỏ luôn. Dạ, còn lần thứ hai nữa thì người ta nói là mượn rượu tỏ tình á, em cũng nghe lời luôn mà nhậu không có say, uống chừng 2-3 lon chừng để có cái hơi thôi. Em kêu anh nói là anh thích em lắm thì nếu mà lỡ thất bại thì mới đổ rượu cho rượu, còn nếu mà thành công thì mình may quá. Và lần đó cũng thất bại luôn, lần thứ hai thất bại, thế mình ngu quá ta. Cái lần thứ ba là lại em dạn hơn nữa, lần này là ông anh uống suối, ông kêu mày phải thử mày hôn lén nghe coi, nhưng đừng có hôn môi hôn má thôi. Thế là em hôm đó buổi tiệc sinh nhật của bạn đó luôn, thì em thôi liều, đằng nào cũng có một tí men rồi, đàn ông nó hơn luôn rồi, gấp 100 lần rồi. Cái em mới em nói nó, anh nói nhỏ cái, vừa nói nhỏ cái em hôn cho má cái. Thế là người ta lúc đầu ta cũng ngượng nghịu, người ta đẩy em ra, nhưng mà lúc về thì kêu sao nào giờ không dám làm. Thế là lần đó là mối tình thứ hai của em á là thành công á. Là lần em ta suối thôi á. Dạ. Thôi đừng kể chuyện cũ nữa, bỏ chuyện cũ đi. Dạ, tại vì chị Vân chị chuyện mới đi. Không thì để từ cũ bắt qua mới nè. Lần này thì sao nè, lần này có ai suối không hay là bằng trái tim, bằng sự chân thành? Dạ không ạ, lần này là em tự nguyện và chân thành ạ. Đó. Tự em đó. Bây giờ hẹn hò sao hai đứa tính đi. Nếu mà đồng ý bấm nút thì hẹn hò sao? Đây thì anh ở là ở cách xa em như vậy thì trong cái quá trình nếu mà hai đứa quyết định tìm hiểu với nhau á thì về cái thời gian anh sẽ tính như thế nào ạ? Trước mắt thì một tuần anh sẽ ghé em một lần. Còn nếu trường hợp như tại vì anh dạy giáo lý về thiếu nhi á thì nhiều khi nó họp nó quá trưa thì có thể anh sẽ không đi được. Còn nếu mà anh sẽ xuống đó anh rước em lên nhà anh chơi thì nếu em không ngại thì anh rước lên nhà em anh chơi. Là rước về nhà ở quê đúng không ạ? Không, ở trên đây, nhà ở trên đây à? Để gặp gỡ ba mẹ em, ba mẹ anh. Dạ. Thì ta mời về nhà chơi, rước về nhà lỡ luôn đó. Dạ. Thì nếu mà về cái nếu mà trong quá trình tìm hiểu anh cảm thấy mà hai đứa có thể tiến tới thì anh dự định là khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới được ạ? Nhanh nhất là 6 tháng, còn chậm nhất là 1 năm ạ. Nhanh nhất 6 tháng và chậm nhất 1 năm. Có lâu không? Có lâu không anh? Dạ không đó, em bình thường, tại vì nói chung là nay em cũng 27 tuổi rồi, gia đình em cũng nói chung là cũng không có hối, nhưng mà em cảm thấy là tại sao mình tới 27 tuổi mà mình chưa có người yêu thấy nó kỳ kỳ. Nên em phải tìm người yêu à. Thì thật sự là đối với em á là khi mà tiến tới hôn nhân là gọi là tình yêu đã chín mùi rồi, mình có thể tin tưởng với nhau hết rồi, được sự đồng ý chấp thuận của hai bên gia đình thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Tại vì nếu mà em hỏi nhỏ, nếu mà bên gia đình anh không thích em thì anh sẽ làm như thế nào ạ? Sao? Nếu mà bên gia đình anh không có thích em, không muốn mình tiến tới thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Thì anh sẽ thuyết phục ba mẹ anh. Tại vì nhiều khi ba mẹ chỉ nhìn về bên ngoài, chưa có tiếp xúc em tính cách, thì anh sẽ nói cho ba mẹ biết là tính cách như vậy. Thì quan trọng là em sẽ thật chân thành với ba mẹ anh là để được. Mẹ em không nghe má nói, tụi con ok là má ok đó. Má nói bên ngoài là má ok rồi đó. Bây giờ là sao mà tính cách để cho má ok nữa là coi như xong đó. Bây giờ á, quan điểm về con trai con gái thế nào, phát triển kinh tế gia đình như thế nào, hai đứa bàn luôn đi. Dạ, em thì con trai con gái em nói với cô bạn em kìa. Anh thì không có quan trọng con trai con gái, miễn là mình dạy nuôi dạy nó tốt được rồi, biết hiếu thảo như chúng ta mong muốn. Thì đủ kinh tế thì chúng ta sẽ sinh nhiều, còn không thì chúng ta sinh hai bé được rồi. Thì chắc là bên gia đình mình không có trọng nam hay là trọng nữ đúng không anh? Đúng rồi. Thật sự là em rất muốn khi mà con gái đầu, cái đứa con đầu lòng của em sẽ là nữ, cực kỳ muốn con gái đầu lòng sẽ là nữ. Em không sao đâu, bên đó bán kẹo mà, chắc là nữ đó ha, ngọt ngào. Anh thấy là cũng đến thời điểm rồi đó Linh à. Được rồi. Nói thiệt đó, dòm là bắt đầu, khi mà bắt đầu nói chuyện hết trơn tru là biết là rối rồi đó, tim loạn nhịp á. Là em đang nghĩ trong lòng thế nào về người đối diện với em? Em hãy nói hết những gì suy nghĩ về cô gái ấy đi. Nói cho cô ấy nghe đi nào. Và mong muốn điều gì? Dạ thì em nãy giờ em cũng chia sẻ nhiều rồi. Thì em xin nói một câu thôi. Để anh không hy vọng là tình đầu của em, thì có thể anh hy vọng sẽ là tình cuối của em. Có bài thơ nào gửi tặng nữa không? Có làm thơ gì nữa không? Thì có phải chi mà xuất khẩu được bài thơ là hay quá ha. Đúng rồi, nếu xuất khẩu được bài thơ là hay. Dạ không, em nghĩ là chắc em không có tạo cảm hứng để cho anh làm thơ được đó. Không, thì làm thử coi. Dạ, để em suy nghĩ, tại vì nên bộ đồ xuất. Hôm nay gặp cô làm bích, thấy cô cười khúc khích, trái tim tôi nhúc nhích. Hai đứa mình cố gắng tạo thành tích để có nguyên một bầy con nít. Hay quá. Trời ơi.
anh Linh giỏi hơn em luôn. Thí dụ vậy đó, đó. Coi như em mượn cái bài thơ của anh Linh để dạ không em đi. Em thích cái gì là của riêng em ạ. Dạ giống như mấy lần trước là nhờ người khác thì không thành công được. Làm đi em. Ừ, dạ. À, thu qua đông cũng sắp tàn, à, trời đất chào đón một mùa xuân sang, à, nóng trông ngày hạ nắng vàng, ngày dài tháng rộng, à, có nàng có ta. Trời ơi rồi. Có rồi đó, giờ có nàng có ta rồi. Đó giờ là nào em hãy nói hãy suy nghĩ của em về chàng trai này đi. Thật sự là trên thời gian trên chương trình của mình rất ít, em không thể nào mà tìm hiểu rõ về anh được, nhưng mà nhìn về bên ngoài anh nhìn rất là dễ gần, chân thật, và rất là dễ mến. Em nghĩ em với anh cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Em không thích người không hút thuốc thì anh không hút thuốc. Em rất là ghét những người nhậu mà không kiểm soát được bản thân thì anh nhậu anh lại có được cái sự kiềm chế. Thì nghĩa là anh lại có cái quan điểm giống như em, là khi mà đã là thành lập gia đình là chung thủy, là một vợ một chồng. Em cũng rất là tôn trọng vào cái điều đó, là đó là cái điều mà em tìm kiếm rất lâu, là em muốn sau khi thành hôn là chỉ có một vợ một chồng, không bao giờ muốn có ly dị. Điều thứ ba nữa là em thật sự là nói chung là em rất là thấy cảm ơn về bên gia đình anh. Thứ nhất là về bác thì em thấy là bác cũng rất là dễ gần, dễ chia sẻ. Thì em thì em không ngại về cái quan điểm làm dâu, nhưng mà em muốn là khi mà em đã yêu thương gia đình của bên đàn trai thì bên đàn trai, bên anh cũng phải yêu thương gia đình bên em, giống như là em đã có tình cảm với lại bên gia đình mình vậy đó. Em không muốn cái tình cảm đó giống như là nhiều gia đình đó thì mình lo cho bên chồng, nhưng mà bên gia đình chồng họ là không có chồng, mà họ không thương lại bên gia đình vợ, nên em không có muốn có điều đó. Nên em muốn hỏi là nếu mà em vun đắp cho gia đình bên anh giống như là gia đình bên em, thì anh có thương gia đình bên em như là gia đình bên anh không? Cái này anh hứa là anh thương ba mẹ như nào thì anh sẽ thương ba mẹ bên em như vậy. Ừ, dạ đúng rồi. Ừ, tại vì đương nhiên rồi, dạ, cái chuyện rồi. Đó là đương nhiên rồi. Dạ, tại hiện tại là ba em mất, hiện tại là em chỉ có ở với mẹ. Mà mẹ em thì hiện tại thì đang định cư ở nước ngoài, nên ở đây gia đình bên em chỉ có đùm bọc với nhau là mấy chị em với nhau. Gia đình em thì tới 10 người lần á, dạ, năm trai năm gái. Nên hiện tại là chị em đùm bọc với nhau sống. Nên em mong á là khi mà có người bạn trai về á, thì bạn trai cũng phải hiểu cho bên hoàn cảnh gia đình em đông người. Nên thật sự là lúc đó cũng hơi phức tạp một tí, nhưng mà mong là bạn hiểu là gia đình thì luôn luôn yêu thương nhau à. Nên đừng có so đo xét nét từng tí, thì cái điều đó là em không thích à. Không yên tâm, anh thấy chàng trai này rất là thoáng đó em. Dạ. Rất là năng động, thậm chí là rất là tình cảm nữa. Dạ. Anh nghĩ rằng những cái yêu cầu của em chắc chắn sẽ có. Dạ. Một cái con người tình cảm thế này thì không thể nào mà có thể làm sai với cái trái tim của mình được hết. Dạ. Người ta nói là giang sơn dễ đổi mà bản chất khó dời nằm ở chỗ này. Dạ. Yên tâm ha, anh nhìn người không sai đâu. Với lại thông qua chương trình chúng ta gạn lọc ra rất nhiều cái đối tượng, và một thời gian tụi anh đã tìm đúng đối tượng để hai người có thể thích hợp với nhau rồi. Dạ, khỏi lo điều đó. Dạ. Vấn đề còn lại là bây giờ chúng ta xem trái tim của mình có rung động thật sự hay không. Hết thời gian. Dạ. Nếu thật sự rung động chúng ta hãy bấm nút, và nếu như không rung động chúng ta không cần bấm, để điều rung động đó cho người khác nha. Nhấn nút khi mà chúng ta cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, còn không phải nửa yêu thương của mình cảm giác như thế thì đừng nên bấm nút các bạn nha. Chứ tôi muốn cái nút bấm đó phải đến từ trái tim của mỗi người, và phải có trách nhiệm với cái nút bấm và trách nhiệm với những quyết định của mình nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm. Nào, tôi nghe rõ ràng đi. Tôi nghe rõ ràng hai tiếng tách, mà tự nhiên trên nó có xanh lè, nhìn mắt hai bạn này hốt hoảng á. Hốt hoảng vậy nè. Thiệt là mắc cười luôn. Đó là một trong những khoảnh khắc mà chúng tôi thử bạn xem các bạn có thay đổi về cảm xúc của mình hay không. Bởi nếu các bạn không bấm vì trái tim của mình thì điều đó không có gì làm các bạn hoảng hốt cả. Và chính thức các trái tim của các bạn đã rung động, nó thể hiện trên cái màn hình. Hãy nắm tay nhau nào, và hãy xin phép gia đình đang xem, và xin phép đại diện của cơ quan cho tụi em, tụi con được phép hẹn hò tụi đây và hứa điều gì đó. Nói đi em trai.
Dạ, đây có đại diện bên công ty của em, cũng như gia đình coi phim ở trên truyền hình thì con xin phép được quen em. Dạ, hứa gì? Hương Ly. Dạ, tại vì em run quá anh em. Tên gì? Anh dạ. Tên gì? Hai đứa còn đặng trí hết trơn á. Anh tên gì? Anh Hùng. Anh Hùng. Dạ không sao, hay quên dễ chứ thông cảm với nhau ạ. Dạ. Rồi bây giờ hứa đây nha. Em cứ nhìn thẳng màn hình nha, ba mẹ của bạn gái đang xem truyền hình đó. Dạ. Bắt đầu đi. Dạ, con xin hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc em như những gì con nãy nói giờ. Sao anh run quá vậy? Con thấy cô điều gì đi. Dạ, con chào bác ạ. Thật sự con cũng rất muốn tìm hiểu anh Hùng. Thì con cũng mong bác chấp nhận con có thể tới để mà tìm hiểu với anh à. Nói nghe nè, Vân thấy hai lỗ mũi của hai này nó giàu lắm. Nữa. Tính bưng vậy đó à. Giàu lắm hả? Trời ơi, hai đứa này mà nó đến với nhau là thôi nhá. Tiền buôn bạc vạn luôn đó. Rồi. Chị yên tâm đi. Bây giờ thủ tục đầu tiên. Một nụ hôn đầu tiên. Anh vẫn còn rung quá. Rung lắm rồi. Tại vì mấy năm nay chưa có nắm tay người con gái nào hết á. Từ 26 tuổi chị Vân. Trời dạ. ơi. 5 năm rồi đó. Dạ. Trời ơi. Hồi tim hồi hộp không? Hai dạ. Người dạ. Bây giờ nụ hôn đó. Đầu tiên bắt đầu. Bắt dạ. đầu đi Hùng. Dạ cho con xin phép. Xin phép má. Không. Không phải má đàng hoàng. Cái đó là không. Hửi tóc. Đúng rồi. Không có phải Hùng. Vén. Nè để dạ, em trai. Nè, để Hùng tự làm. Vân đừng có chỉ. Từ vén lên nào. Dạ. Vén lên. Vén hơi buông bề xíu à. Đúng rồi. Bắt đầu. Đó. Đâu nắm tay còn rung không? Dạ bớt rồi. Bớt đúng không? Dạ. Rồi chúc mừng hai đứa nha. Ưa nhìn là được rồi. Tốt với mọi người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ của bạn ấy. Ừ. Em không quan trọng về nghề nghiệp hay là gì cả. Thì quan trọng là cái sự chung thủy và chân thật. Cũng không cần là người đó quá giỏi giang hay gì cả. Bây giờ nếu được thì khi nào em có thể tiến tới hôn nhân được nè em? Nếu được thì do bên đàn gái thôi. Đàn gái cứ là hốt luôn. Hốt luôn. Nhanh nhất là bao lâu rồi chẳng? Nhanh nhất là 3 tháng. 3 tháng? Dạ, mà chậm nhất là 6 tháng. Mà chậm nữa là 1 năm trở lại thôi. Nhưng mà em đã sẵn sàng hết chưa mà em nôn nóng vậy? Muốn vợ lắm rồi. Vợ lắm rồi. Giờ lấy vợ về ở đâu? Thì đứng như ở Đà Lạt. Ở chỗ nào? Ở nhà của ai? Hiện giờ em đang thuê cái chỗ đó làm mặt bằng để em làm ăn. À, 10 năm. Mình ở trong đó luôn thuê 10 năm. Mà được mấy năm rồi? Là mới được 4 năm thôi. Mời bạn Nam giới thiệu về mình. Xin chào cả chú Quyền Linh đi. Chị Cát Tường và toàn thể các bạn ở trong trường quay. Rồi. Mình tên là Lê Văn Đông, năm nay mình 28 tuổi. Đang sống ở thành phố Đà Lạt nhưng mà quê là ở Ninh Thuận. À, Đông làm nghề gì? Hiện tại em đang làm điêu khắc gỗ nghệ thuật. Điêu khắc gỗ, tranh gỗ, tượng gỗ, tức là các loại. Cái này là phải có bàn tay gọi là thơm, dạ, thẩm dạ. mỹ lắm mà ha. Dạ, dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em xin chào tất cả mọi người có mặt ở tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phan Thị Thu Vân. Em năm nay 27 tuổi. Quê của em thì ở Vũng Tàu. Nhưng mà em đang làm việc và sinh sống tại thành phố xinh đẹp thơ mộng Đà Lạt ạ. Ồ, trùng hợp quá. Ở gần nhau không? Phường mấy vậy em? Dạ em ở phường 8 ạ. Ôi rồi, phường 11 qua gần lắm, 5 phút tới à. Dạ. Vậy mà đó giờ trở anh không biết em ở Đà Lạt bao lâu rồi? Dạ em ở được hơn 9 năm rồi chị. Trời ơi, ở cùng Đà Lạt gần nhau mà không nhìn thấy nhau, không tìm được gặp nhau mà hôm nay lại gặp nhau, bạn muốn hẹn hò. Đúng là cơ duyên. Dạ em xin chào anh ạ. Anh có thể nói cho em và tất cả mọi người ưu điểm và khuyết điểm của anh cũng như sở thích của anh không được không ạ? Nói khuyết điểm trước đi. Dạ. Khuyết điểm của anh là đói bụng lên á thì ai mà đụng tới anh là lên đồng liền à, bực bội. Khi mình đói là mình có tật xấu. Wow đó, đây cũng có mấy người vậy đó. Với một cái nữa là khuyết điểm của anh là anh có hút thuốc lá. Hút nhiều không anh? Ngày trước thì có nhiều, bữa nay thì giảm bớt rồi. Cách đây bao lâu vậy anh? Khoảng 2 năm. Bớt là bớt bao nhiêu vậy anh? Trước kia thì anh hút nhiều lắm, hút ngày 2 gói nhưng bây giờ bỏ ngày còn nửa gói thôi. Dạ. Rồi ưu điểm gì đó nói luôn đi. Biết chơi thể thao nè, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn là việc đẹp, vô cái là xong. Nhưng mà có ngon hay không á anh? Chất lượng lắm em ơi, không ngon khỏi lấy tiền. Giống mèo khen mèo dài đuôi quá. Còn gì nữa không nè? Sở thích thì thích nuôi chim chào mào, thích trồng hoa, thích những cái cảnh đẹp mà chỗ nào mà đẹp là trải chiếu ngủ đó, cả ngày cũng được, muốn về. Rồi mời bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em. Em hoạt bát, em nhanh nhẹn, em biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm khô gà và tất cả các món ăn vặt. Em hay nấu cho bạn bè của em ăn. Và trước giờ thì em chưa có thấy bạn em đứa nào chơi hết à. Em hơi khó tính một chút xíu, thích sạch sẽ, em nói hơi bị nhiều. Em cũng hơi đa nghi chút xíu, rất là sợ tăng cân, nhưng mà em rất là thích ăn. Thôi ăn đi em ơi, có sức khỏe. Tình trường thì sao? Em trải qua 2 mối tình.
Mối tình đầu tiên của em do em hơi nhạt nhẽo, không có chủ động, không có biết thể hiện tình cảm, nên cuối cùng cái mối tình đó của em cũng chấm dứt. Thì qua mối tình thứ hai thì em có điều chỉnh, biết nêm gia vị, nhưng mà nó cũng hình như nó hơi mặn quá hay sao á, nên nó lại lại không được. Dạ. Lạt quá cũng không được mà mặn quá cũng ăn không ngon. Dạ. Đợt này là nêm dừa nha. Dạ. Rồi bạn trai bên kia. Em có một mối tình và chia tay cách đây là 4 năm rồi chị. Mình quen lâu mau rồi. 2 năm. Và lý do sao chia tay? Lý do chia tay thì bạn gái ấy có cái lừa dối á chị. Em hẹn hôm đó là chủ nhật em chở bạn ấy đi chơi, nhưng mà bạn ấy là kêu bảo là hôm nay em mệt em ngủ. Thì em cũng để cho bạn ấy ngủ rồi em đi mua đồ ăn sáng. Mua đồ ăn sáng chạy qua thấy đi chơi với người khác. Xong buồn về luôn. Nhưng mà đi với ai? Đi với bạn trai hay đi với gái? Nhiều khi dạ là... đi với người đàn ông khác đó chị. À thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ nói tương lai nè. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Cao cao, manly, đừng có ốm quá, mập mập chút xíu để cho nó ấm á chị. Nhất định là phải chung thủy, không có thả thính nhiều người quá. Và đặc biệt là đừng có quá nhiều em gái mưa. Anh ơi anh có nhiều em gái mưa không anh? Không ai, nhắn tin anh còn trả lời luôn. À vậy hả anh? Anh là cực kỳ trung thủy á. Dẻo miệng em cũng thích rồi. Anh thì không có dẻo miệng đâu, nghĩ đâu là nói đó thôi à. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Ưa nhìn là được rồi. Tốt với mọi người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ của bạn ấy. Em cũng không quan trọng về nghề nghiệp hay là gì cả. Thì quan trọng là cái sự trung thủy và chân thật. Cũng không cần mà người đó quá giỏi giang hay gì cả. Bây giờ nếu được thì khi nào em có thể tiến tới hôn nhân được nè em? Nếu được thì do bên đàn gái thôi. Đàn gái mà cửa là hốt luôn. Hốt luôn. Nhanh nhất là bao lâu rồi chậm? Nhanh nhất là 3 tháng. 3 tháng? Dạ, mà sẵn chậm sàng nhất chưa? Là 6 tháng. Mà chậm nữa là 1 năm trở lại thôi. Nhưng mà em đã sẵn sàng hết chưa mà em nôn nóng vậy? Muốn vợ lắm rồi. Muốn vợ lắm rồi. Giờ lấy vợ về ở đâu? Thì đương nhiên ở Đà Lạt. Ở chỗ nào? Ở nhà của ai? Hiện giờ em đang thuê cái chỗ đó làm mặt bằng để em làm ăn. À, 10 năm. Mình ở trong đó luôn, thuê 10 năm. Mà được mấy năm rồi? Là mới được 4 năm thôi. Tốt. Như vậy là sẵn sàng hết mọi thứ rồi. Bạn gái dạ. Gật đầu là ok thôi. Dạ, gật đầu là hốt luôn. Có lần cái điều này... gì mà em cảm thấy không có thích ở vợ mình không? Không thích người con gái bài bạc với lừa dối. Có bài bạc gì mà em? Dạ không chị ơi. Trời ơi, con gái đâu ai đâu bài bạc. Ô có chị. Không có. Em thấy rồi. Thấy anh này cũng được đó. Nhưng mà ảnh muốn cưới sớm quá vậy em đáp ứng được không? Thời gian không có quan trọng chị. Ừ. Rồi bây giờ anh sẽ qua xem đàn gái như thế nào nha. Dạ. Em muốn sao? Dáng người cao thấp. Da trắng hay gì? Da trắng càng tốt. Đừng có mập quá là được. Vừa đủ ôm thôi hả? Trắng vừa đủ ôm. Dạ em chào anh Hoàng Linh ạ. Chào em. Nãy giờ em nghe anh này nói em cảm nhận ảnh thế nào? Em thấy chắc là cũng chín chắn. Tại vì em thích tìm người chín chắn, biết lo cho gia đình. Nãy giờ em nghe anh nói anh có cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình không? Có một chút xíu gì đó. Chút xíu gì thôi hả? Dạ chắc là 70-80% à. 70-80% là được rồi. Chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ em đi với dì ruột của em ạ. Dạ chào dì. Tôi xin phép chào MC Quyền Linh. Dạ chào dì. Cát Tường. Dạ. Chào cô bác trong khán giả trong khán đài hôm nay. Tôi là dì ruột của Phan Thị Thu Vân. Tôi thấy cháu trai đây nè cũng rất là dễ thương, ăn nói cũng hoạt bát. Cháu gái của dì á thì nó tánh nó thì nó hay nóng nóng, hay nạt hay nộ. Sau này mà có mà thân nhân á thì các con á phải nhìn nhượng nhìn với nhau. Nó thì nó hay nó nhiều chứ mà nó cũng hiền lắm, mà nó ở nhà chứ nó cũng tỉ mỉ, biết lo cho gia đình. Nó chỉ có một bà mẹ với đứa em thôi. Nay mẹ nó đi không được là vì thế gì đi lên đây, cái đến đi rồi gia đình cũng chấp nhận cháu trai của dì nha, cháu rể đó, đến cho nó sớm sớm. Dạ thế... con cảm ơn dì. Dạ cảm ơn dì ạ. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với hai em gái và hai bạn và hai em kết nghĩa. Em gái ruột á hả? Dạ hai em gái ruột. Rồi gặp em gái ruột. Dạ, đi em gái ruột. Em gái ruột thì được chứ em gái mưa là cổ không chịu đâu. Dạ, á nha. Hai em gái ruột. Em chào anh Huyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào hai em. Dạ em chào mấy vị khán giả ở đây ạ. Em thấy anh chị cũng hợp với nhau. Dạ hy vọng sau chương trình này anh chị sẽ tiếp tục hẹn hò. Xin cảm ơn xin hết ạ. Bên kia của em gái ruột luôn á hả? Dạ em gái. Giống hai chị em sinh đôi đúng không? Dạ không, cách nhau cũng 3 tuổi. Rồi mở cửa hàng rào.
Câu cái bộ hoa này tặng cho em mang từ Đà Lạt xuống nè. Dạ em mang từ Đà Lạt xuống hả? À, chúng ta bắt đầu nói trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận đầu tiên khi các bạn gặp mặt như thế nào? Dạ em chào anh. Chào em. Muốn hỏi anh là anh cảm thấy em là người như thế nào ạ? Anh cũng là thấy em này cũng rất là dễ thương, cũng rất là mộc mạc, chân thành. Thì anh thì cũng thích cái ánh mắt. Anh nhìn đầu tiên anh đã thích. Thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào ạ? Cảm nhận đầu tiên của em là anh nói chuyện cũng chân thật, cũng thật thà, chất phác. Em muốn hỏi anh là anh định nghĩ thế nào là hạnh phúc? Thì theo như anh nghĩ thì hạnh phúc thì phải đến từ hai người. Thì mình biết quan tâm, chăm sóc cho nhau. Những khó khăn vất vả trong cuộc sống thì mình phải chia sẻ. Đừng có im với nhau rồi cuối cùng cái đổ vỡ, không có cái kết cục hạnh phúc cho tương lai. Dạ. Em thì khi mà đi tới những cái nơi đông người á, ví dụ như siêu thị hay là rạp phim công viên gì đó, em thấy những cái ông bố bà mẹ dắt con cái của họ đi chơi, đi công viên á, thì em thấy rất là thèm, rất là muốn mình có một cái gia đình nhỏ như vậy, muốn mình có một cái hạnh phúc như vậy. Nếu em đồng ý anh sẽ cho em được một gia đình như vậy, thì anh cũng mong rằng thì trong tương lai mình sẽ tiến xa hơn và mình có cơ hội mình đến được với nhau, mình đến được thành chồng, thì anh nguyện sẽ đem cuộc đời và trái tim này trao tặng cho em. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Hôm nay cái duyên hai bạn đã gặp nhau ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn có phận hay không là do hai bạn tự quyết định. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm quý vị nha. 1 2 3 Xin mời. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào. Cảm giác sao? Ấm nhưng mà tay hơi rung. Nghệ sĩ điêu khắc hả? Hãy về khắc hình cô gái ấy trong tâm trí của mình nha. Hôn nhau đi hai bạn. Cái gì cơ? Là Thành không chị? Là Thành đó. Trời ơi, giờ này bà hỏi là Thành không chị? Là đã đỏ tim, hai trái tim lên rồi nè. Rồi nắm tay nhau rồi nè. Rồi ngày hôm nay là một cái nụ hôn tại sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò để kỷ niệm ngày hai chúng ta vừa có duyên. Còn phận để đó chờ xem. Rất là dễ thương.